lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý, Tô Yên, Sở Hướng Nam. Chương 201, cô cũng tốt tính đó chứ. Tô Yên mang theo tâm lý phục thù cố tình phớt lờ Lục Cận Phong, trò chuyện vô cùng nhiệt tình với Lạc Gia Bách về chuyện quá khứ rồi lại nói đến chuyện tương lai. Cứ trò chuyện như vậy một lúc, ngay cả địa điểm kết hôn, hôn lễ sẽ tổ chức như thế nào, con cái nên học mẫu giáo ở trường nào, Lạc Gia Bách đều đã sắp xếp ổn thỏa. Trong lòng Tô Yên vô cùng lúng túng, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh nở nụ cười nói, lớp trưởng lạc, cậu nghĩ thật chu đáo nha. Đàn ông mà, nên kiếm tiền nuôi gia đình, còn phụ nữ cứ phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi. Tô Yên, gả cho tôi, tôi nhất định sẽ không bạc đái em đâu, đến lúc đó em không cần ra ngoài làm việc, cứ ở nhà làm việc nhà dạy dỗ con cái là được rồi. Mỗi tháng tôi sẽ đưa cho em 2.000 tệ phí sinh hoạt. Chủ nghĩa đàn ông là trụ cột trong gia đình của Lạc Gia Bách lộ ra rồi hai ngàn, Tô Uyên suýt chút nữa phun nước trái cây ra khỏi miệng, lương bảo mẫu bây giờ thấp như vậy sao? Lạc ra bách hơi trầm mặt xuống, sao lại là bảo mẫu chứ? Xin lỗi, vừa nãy tôi nghe thấy những tiêu chuẩn mà cậu vừa nêu, tôi thật sự còn tưởng cậu đang tìm bảo mẫu đấy. Lục cận phong bình tĩnh ngồi xuống bàn bên cạnh, anh vừa nhìn một cái đã biết là Tô Yên cố ý muốn chọc tức anh. Tô Yên, chúng ta cũng không còn nhỏ, không cần trải qua giam ba chuyện tình yêu trai gái đó nữa. Tôi ấy, dự định sau khi kết hôn nhất định phải sinh ba đứa con, còn bắt buộc phải có con trai. Nhưng mà em yên tâm, nếu như em nuôi con bận rộn quá thì tôi sẽ bảo bố mẹ tôi đến giúp em. Tô Yên, chuyện này đúng thật là ngoài dự đoán nha. Khóe mắt Tô Yên âm thầm liếc qua Lục Cận Phong một cái, Lục Cận Phong đang chậm rãi uống cà phê, khóe môi cong lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây là đang cười nhạo cô. Tô Yên đột nhiên cảm thấy mất mặt chết đi được, nếu như cô thật sự kết hôn với Lạc Gia Bách, phòng Trừng Lục Cận Phong sẽ cười nhạo cô là không có mắt nhìn người kia. Vốn định lấy Lạc Gia Bách ra để chọc tức Lục Cận Phong, còn chưa kịp khiến cho Lục Cận Phong tức giận mà cô đã tức giận trước rồi. Tô Yên thoáng nhìn thấy Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đang từ bến tàu quay về, bèn đứng lên cười nói, "Chúng ta hẹn ngày khác gặp nhé lớp trưởng Lạc, tổng thể hình ảnh bên ngoài này của cậu, tôi thấy thật sự cần phải chỉnh đốn lại một chút." Đàn ông mà, suy cho cùng rồi cũng sẽ phát tướng thôi." Lạc Gia Bách vẫn còn chưa nhận ra bản thân đã bị Tô Yên cho vào danh sách đen, cười nói, "Gần đây tôi đang nghỉ phép nên có thời gian rảnh, em muốn đi đâu tôi đều có thể đưa em đi." "Đợi bữa khác đi, hôm nay tôi lái xe đến." Tô Yên thanh toán rồi ra ngoài, đi đến chiếc Ferrari bên cạnh chiếc BMW của Lạc Gia Bách. Trước vẻ mặt kinh ngạc của Lạc Gia Bách, cô mở cửa xe ra, nói, "Lớp trưởng Lạc, gặp lại sau." so với Ferrari, chiếc BMW qua là đáng thương mà. Tô Yên khởi động xe, Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đúng lúc đi tới bước lên xe, ba người đẹp cùng một chiếc Ferrari, khỏi phải nói đẹp mắt biết bao nhiêu. Lâu Doanh nhìn thấy Lục Cận Phong trong tiệm đồ uống lập tức huyết sáo về phía anh. Tô Yên nhìn cũng không thèm nhìn Lục Cận Phong một cái, đạp chân ga rời đi. Lạc Gia Bách đứng trợn tròn mắt trước cửa tiệm, đột nhiên cảm thấy mặt đỏ tía tai, mặt bị và bốp bốp. Lục Cận Phong thanh toán rồi rời đi, xe của anh cũng đậu bên cạnh chiếc BMW Rolls-Royce Phantom đẳng cấp có giá hàng chục triệu. Khi Lục Cận Phong lên xe, anh nói với Lạc Gia Bách một câu, cô ấy không phải là người mà anh có thể mơ tưởng đến. Lạc Gia Bách, hóa ra tên hề chính là mình. Đột nhiên cảm thấy chiếc BMW không còn ngầu nữa rồi. Tô Yên quay về chỗ ở, chị ngủ chưa một lát. Hàng đã được gửi đi, cũng coi có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Lâu Doanh cười nói, "Chị à, bây giờ mới là giữa trưa, bây giờ mà ngủ trưa thì còn sớm lắm." "Chị dưỡng thai, Tô Yên thay giày, bước lên lầu. "Chị, cậu cả lục đã đuổi đến đây rồi, vừa nãy hai người không nói chuyện vài câu sao?" Tô Yên quay lại nói, "Đừng nhắc đến anh ta với chị, nhắc đến anh ta là cạch mặt." "Không nhắc nữa, không nhắc nữa." Lâu Doanh trêu chọc nói, không thể chọc vào phụ nữ đã chia tay. "Chị, chị ở nhà dưỡng thai cho tốt." em với Phi Minh ra ngoài một chuyến đây. Tô Yên không đáp, nhưng cô đã nghe thấy rồi. Lâu doanh kéo theo Bạch Phi Minh ra ngoài. Bạch Phi Minh hỏi, chúng ta ra ngoài làm gì? Dành không gian cho hai người bọn họ đó. Lâu doanh nói, mình tốn hết 10 triệu, anh rể họ tương lai hứa là sẽ cho mình 50 triệu, mình ngồi không được lời 40 triệu. Chuyện tốt như vậy, dại gì mà không làm chứ? Bạch Phi Minh ngẩn ra, Lục Cận Phong đồng ý với cậu khi nào? Mới vừa nãy đó, bọn mình ở bến tàu ra ám hiệu, ra giá 50 triệu, cần giúp đỡ thì kê thêm chi phí. Lâu doanh bĩu môi, mình đây là nể mặt chị họ, nể mặt người nhà nên còn đã giảm giá rồi đó. Bạch Phi Minh, nếu như cô ta nhớ không lầm thì vừa nãy lâu doanh chỉ có huyết sáo một cái, đơn giản vậy thôi mà ẩn chứa nhiều thông tin như vậy rồi à. Cậu đây là bán đứng chị của mình đó. Sao có thể nói như vậy chứ, mình đây cũng là vì nghĩ có cháu gái nhỏ vẫn chưa ra đời của mình cơ mà, hao tâm tổn sức biết bao nhiêu mà nói. Bạch Phi Minh, hao tâm tổn sức để lừa được 50 triệu của lục cận phong thì có. Tô Yên nào có ngủ được chứ, ở trên giường lăn qua lăn lại, hận không thể uống mấy viên thuốc ngủ. Đáng tiếc, cô không thể. Tô Yên tháo bịt mắt ra, sờ lên bụng rồi bắt đầu lẩm bẩm nói chuyện với bé con. Con gái ngoan, mẹ sẽ không tha thứ cho cha của con đâu, đánh chết cũng không tha thứ. Anh ta tưởng rằng ngàn dặm đuổi đến đây thì mẹ liền mềm lòng à, không có cửa đâu. Về sau ba mẹ con chúng ta sẽ sống cùng nhau, phải rồi, còn có hai anh trai của con nữa, đợi mẹ chỉnh đốn thiên lang ổn thỏa, kiếm được thật nhiều tiền, sau này sẽ dẫn các con ra ngoài ăn một bữa thật lớn, thả thính mấy anh trai. Trời đất rộng lớn sợ gì không có cỏ thơm, cứ để cho cha mấy đứa ngây ngốc ở nơi mát mẻ nào đó đi sau khi làm một xây dựng tâm lý, trong lòng Tô Yên cũng bớt rối ren hơn, cơn buồn ngủ dần dần ập đến, cô vô thức ngủ thiếp đi. Có thể là do sinh đôi, nên Tô Yên cảm thấy cơ thể mệt mỏi hơn bình thường, giấc ngủ này kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, ngủ dậy thì đã là buổi chiều rồi. Tô Yên bị cơn đói làm cho tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã ngửi thấy một mùi thơm nồng, là mùi của cá vượt hấp và vịt quay. Tô Yên mang giày đi xuống lầu, lâu doanh, hôm nay lương tâm vực dậy nên cải tiến món ăn rồi còn chưa nói xong tôi yên đã nhìn thấy một bóng dáng bận rộn trong phòng bếp mở cửa kia lục cận phong đang đeo tạp dề sắn tay áo xào rau nghe thấy động tính lục cận phong quay đầu lại nở một nụ cười ấm áp yên yên tỉnh rồi à em ngồi trước đợi một lát nhé sắp ăn được rồi nụ cười của lục cận phong khiến trái tim tôi yên giống như mặt hồ phẳng lặng bị ném xuống một viên sỏi gợn sóng từng đợt Tô Yên ngồi xuống ghế ăn, bầu không khí yên tĩnh, chỉ nghe được âm thanh bận rộn của Lục Cận Phong trong phòng bếp. Lục Cận Phong xào xong đồ ăn, bày lên bàn, cá vừa hấp và vịt quay, từng món đặt trước mặt Tô Yên, còn bày sẵn một bát cơm, đũa và thìa đều được chuẩn bị đầy đủ. Vô cùng chu đáo. Tô Yên nhìn đồ ăn trên bàn, rồi liếc mắt nhìn vẻ mặt niềm nở ân cần của Lục Cận Phong. Anh tốn bao nhiêu tiền để mua chuộc lâu doanh? Lúc này Tô Yên đương nhiên có thể đoán ra Lục Cận Phong đã mua chuộc được lâu doanh rồi. Một ít tiền mà thôi, yên tâm, sau này anh sẽ nghĩ cách lừa cô ấy lấy lại tiền, nhất định sẽ không phá của đâu. Nếu lâu doanh ở đây, đoán chừng sẽ hộp máu mất. Hai vợ chồng này chính là những nhà tư bản điển hình mà, chuyên lừa phỉnh một cô gái nhỏ đáng thương hiền lành này. Khóe miệng Tô Yên giật giật, bụng đói rồi, cũng không làm ra vẻ, cầm lấy đũa ăn cơm. Nhìn thấy Tô Yên ăn cơm, Lục Cận Phong thầm thở phào một hơi. Bước đầu tiên dỗ vợ, xem như thành công rồi. Nhưng rất nhanh đã bị vào mặt rồi. Tô Yên ăn uống no say, từ trong ví tiền lấy ra một ngàn tệ, đây là tiền cơm. Một chút ít ơn huệ này mà muốn mua chuộc cô. Nằm mơ đi nhé. hai 202, cậu cả Lục quỳ vỏ sầu riêng rồi. Lục Cận Phong làm sao có thể lấy tiền cơm của Tô Yên chứ? Anh ngồi đối diện Tô Yên lập tức nhược chí, vợ không dễ dỗ rồi. Yên yên, anh đã đuổi tần nhã đan ra khỏi biệt thự Nam Sơn rồi. Từ nay về sau, bên cạnh anh ngoài em và con gái chúng ta ra, tuyệt đối không có bất cứ động vật giống cái nào ở gần nữa, ngay cả mỗi cái cũng không thể. Tô yên ngoài mặt thì thở ơ, nhưng trong lòng suýt chút nữa là không nhịn được cười ra tiếng. Lục Cận Phong thấy Tô Yên không nói chuyện, nhân cơ hội chuyển qua ngồi bên cạnh Tô Yên, bỏ hết mặt mũi đàn ông, nhẹ giọng dỗ dành, Yên Yên, nếu như em không vui sau này anh sẽ không bao giờ gặp lại tần nhã đan nữa những người đó không quan trọng em và con mới là quan trọng nhất trước mặt người phụ nữ mình yêu mặt mũi đáng giá bao tiền chứ tự mình chọc giận vợ thì phải tự mình dỗ tô yên vẫn không nói chuyện trong lòng lại đang chửi thầm miệng lưỡi đàn ông là quỷ lừa người nghĩ đến một màn hai người ở trên giường tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha chuyện này được trước khi quen lục cận phong cô không quan tâm Lục Cận Phong từng có bao nhiêu phụ nữ, có người phụ nữ nào đã đi đến bước giống như Tần Nhã Đan hay không. Nhưng Lục Cận Phong đã là người đàn ông của cô, thì cô không thể chịu đựng được Lục Cận Phong làm ra chuyện có lỗi với cô. Tô Yên hít sâu một hơi, nhìn Lục Cận Phong, giọng điệu bình tĩnh nói, bạo lực gia đình, ngoại tình, không khoan nhượng. Oan uổng quá, Yên Yên, anh đâu có ngoại tình đâu, em không thể vô lý như vậy được. Hửm. Tô Yên ném ánh mắt hình viên đạn lườm qua. Dám nói cô vô lý. Lục Cận Phong lập tức nhận sai, giống như một cái túi chút giận vậy, ủy khuất lại quật cường, là anh vô lý, là lỗi của anh. Yên yên, trăm lần sai ngàn lần sai cũng đều là anh sai, là ý chí của anh không đủ kiên định, não bị uống nước nên mới uống ly rượu đã bị bỏ thuốc. Là anh không biết nhìn người, đánh mất khả năng phán đoán. Điều mà tôi yên không thể chịu được nhất chính là bộ dáng ủy khuất của Lục Cận Phong, lúc trước hạ vũ mặc cũng là bày ra dáng vẻ ủy khuất như này. Hai người này, đúng là không khác gì nhau mà. Trái tim phụ nữ luôn mềm mại, lục cận phong giống như rót thuốc mê vậy, từng lời từng chữ ngon ngọt đều rót vào miệng Tô Yên. Tô Yên nghe thấy trong lòng ngọt ngọt, có hơi lâng lâng. Nếu không phải ý chí của cô đủ kiên định thì cô đã buông vũ khí đầu hàng từ lâu rồi. Lục cận phong nắm lấy tay của Tô Yên, tăng thêm sự dịu dàng, yên yên, cho anh thêm một cơ hội đi. Tô Yên. Rõ ràng là một con sói đuôi lớn, lại ở đây giả vờ làm thỏ trắng với cô. Không được, trong lòng tôi đang thấy khó chịu, Tô Yên vẫn không buông tha. Sao có thể dễ dàng tha thứ như vậy được? Lục Cận Phong nhìn chằm chằm Tô Yên mấy giây, buông cô ra, trầm mặc nói một câu, xem ra chỉ có thể sử dụng con át chủ bài của anh rồi. Tô Yên tò mò, còn có át chủ bài gì nữa cơ à? Sau đó cô thấy Lục Cận Phong đi vào trong bếp cũng không biết là làm cái gì trong đó, cô nghe thấy tiếng động liền tò mò ngẩng cổ nhìn qua, cũng không thấy được gì. Mắt thấy Lục Cận Phong sắp quay lại, Tô Yên vội vàng ngồi xuống, tiếp tục làm mặt lạnh xem Lục Cận Phong biểu diễn. Đời này của cô chưa từng có kiểu cây ngay không sợ chết đứng như vậy bao giờ. Cơ hội tốt như vậy để chỉnh Lục Cận Phong, sao cô có thể bỏ qua chứ? Lục Cận Phong quay lại, một tay cầm sầu riêng, một tay cầm bàn là. Tô Yên trợn tròn hai mắt, như này là muốn tiến hành ra pháp đó hả? Lục Cận Phong đặt sầu riêng và bàn là xuống đất, vẫn một mực im lặng đi vào trong phòng lấy bàn phím ra, mì gói trong tủ lạnh cũng bị lấy ra đập nát trên mặt đất. Tên này được, khóa miệng Tô Yên giật giật, Lục Cận Phong, anh nghiêm túc đấy à? Yên yên, em chọn một cái đi, Lục Cận Phong không đếm xỉa gì nữa rồi. Lục Cận Phong, anh đừng lôi trò này ra với tôi. Ngay từ lúc đầu anh đã che giấu thân phận của mình, một nhà tỷ phú lại giả vờ thành một tài xế nghèo nàn, bây giờ lại còn lôi ra một bạn gái cũ cho tôi, vì ân tình cũ mà sống ở trong nhà, lại mượn danh nghĩa chung sống. Hai người ngay cả khách sạn cũng đã đi rồi, anh là người đã có bạn gái, khi đó tôi chia tay với sở hướng nam cũng không có chuyện vấn vương không dứt, hoàn toàn cắt đứt với anh ta, còn anh thì sao? Yên yên, chuyện này thật sự không phải là chủ ý của anh, bọn anh không có chuyện gì hết hơn nữa món quà sinh nhật mà em tặng cho tần nhã đan đó chẳng phải là kích động người ta sao ép người ta cướp người đàn ông của em tô yên vẫn là lỗi của tôi rồi không vẫn là lỗi của anh em không hề sai khát vọng sống của lục cận phong vẫn luôn rất mạnh dựa trên sự khiêu khích trước đây của của tần nhã đan đối với tô yên cô thật sự đã viết địa chỉ web người lớn lên tấm thiệp làm quà sinh nhật tặng cho tần nhã đan hơn nữa trên tấm thiệp còn viết thêm một câu Chú ý đến sức khỏe của mình. Tô Yên cũng rất hối hận. Nhưng mà, bây giờ là lục cận phong sai, cô sẽ không bị lục cận phong dắt mũi lảng sang chuyện khác đâu. Đó là tôi cực khổ suy nghĩ muốn kiểm tra anh, rõ ràng là anh không có vượt qua được bài kiểm tra của tôi. Một người đàn ông không có ý chí kiên định, sao tôi dám phó thác cả đời chứ? Phụ nữ dù vô lý cũng có riêng ba phần lý lẽ, nói đạo lý với phụ nữ, há chẳng phải là tự tìm đường chết sao? đột nhiên tôi yên nhận ra một vấn đề sao anh biết tôi tặng cô ta cái gì hai người cùng nhau xem rồi giọng điệu tôi yên pha lẫn theo một ngọn lửa giận dữ chỉ cần một chút bất cẩn cũng có thể làm nó bùng cháy không có là vạn nhất tò mò mở ra xem anh không cẩn thận liếc thấy lục cận phong giải thích sau khi anh bị bỏ thuốc vẫn luôn hôn mê không tỉnh thật đấy lúc em đến là anh vừa mới tỉnh lại tôi yên cười lạnh vậy có phải tôi đến không đúng lúc rồi không không phải, yên yên, ý anh muốn nói là em đến quá đúng lúc rồi. Em mà đến muộn thêm một chút thì tuổi già này của anh cũng không giữ được nữa rồi. Miệng lưỡi trơn chu, tô yên nổi giận, lục cận phong, tôi nhìn thấy hai người sắp hôn nhau luôn rồi. Lục cận phong vội vàng dỗ dành, bà xã à, xin em bất giận, cẩn thận động tới cái thai. Tô yên mất khống chế, anh đừng có đánh chống lảng. Anh không có mà, lục cận phong rất bất lực anh còn không nhận sai à tô yên tức giận đứng lên lục cận phong nhanh chóng quỳ lên cái bàn là hai một đời lấy lừng của cậu cả nhà họ lục là anh hoàn toàn bị hủy hoại rồi bỏ đi bỏ đi dỗ được vợ vẫn quan trọng hơn một động tác quỳ này cả thế giới đều yên tĩnh lại địa vị gia đình lập tức lộ ra rõ ràng rồi tô yên sửng sốt lục cận phong có ai bảo anh quỳ lên bàn là đâu vậy anh quỳ lên sầu riêng nhé lục cận phong lại quỳ gối lên sầu riêng đầu gối thật sự rất đau tô yên đúng vào lúc này lâu doanh và bạch phi minh quay về chị lương văn dũng và ngô sở long lại gây rắc rối rồi hai người tiến vào nhìn thấy cảnh tượng trong phòng lời kế tiếp đều bị mắc kẹt lại họ không ngờ lại thấy một màn lục cận phong đang quỳ gối lên vỏ sầu riêng anh rể anh lâu doanh giật mình nhìn lục cận phong lục cận phong mặt không đổi sắc yên lặng dùng đầu gối nghiền nát vỏ sầu riêng, quả sầu riêng bị cậy mở ra, anh lúc này mới nói, yên yên nói muốn ăn sầu riêng, tôi lột vỏ cho cô ấy. Yên yên, em ăn thử đi, Lục Cận Phong đưa muối sầu riêng cho tôi yên. Tất cả mọi người, cậu cả Lục, thật dũng mãnh, không thể không phục nha. Dùng đầu gối mở sầu riêng, nhìn là thấy đau rồi. Khóe miệng lâu doanh giật giật, cách mà anh dễ mở sầu riêng. Thật đặc biệt nha về phần mì ăn liền và bàn phím trên mặt đất lâu doanh coi như không nhìn thấy cũng không vạch trần tô yên tiết chế lại tâm tình cầm lấy múi sầu riêng mà lục cận phong đưa cho mặt mũi của đàn ông có thể tạm thời vứt ở nhà nhưng trước mặt người ngoài thì phải nhặt lên tô yên vừa ăn sầu riêng vừa nói mùi vị không tệ em thích là tốt rồi trên mặt lục cận phong mang theo nụ cười tô yên chuyển đề tài lâu doanh em vừa nói mấy người lương văn dũng làm sao bọn họ đắc tội với một số đại lý vốn định hợp tác với thiên lang chúng ta, những người đó đều đã chấm dứt hợp đồng, không hợp tác với thiên lang chúng ta nữa. Tô Yên cao mày, không phải không hợp tác với thiên lang, mà là không hợp tác với chúng ta mà thôi, chắc là bọn họ đã ngầm đạt thỏa thuận nào đó với nhau rồi. Lâu doanh, hẹn tất cả các đại lý buổi tối cùng ăn một bữa cơm. Lục cận phong yên lặng đứng bên cạnh Tô Yên, nhân lúc hai người đang trò chuyện mà xoa xoa đầu gối. Thật sự rất đau chương 203, cô tô lại nghịch ngợm rồi. Lâu doanh bộ dạng sắn tay áo, hẹn ăn tối cũng không vấn đề gì, chỉ là. Chị à, những người đó không dễ tiếp xúc đâu, đều là cáo già cả, cái gọi là gian thương, chính là không gian thì không thương, chỉ có được không. Lúc lâu doanh nói những lời này, cô ta nhìn về phía lục cận phong đang dọn dẹp chén bát. Nói đến kinh doanh thì lục cận phong là một tay lão luyện đó. Được hay không thì phải thử mới biết được. Tô Yên nói: "Lâu Doanh, em cho chị vay thêm chút tiền, buổi tối mua chút quà cho mấy đại lý kia." Lại vay tiền. Lâu Doanh che kín ví tiền của mình, không có tiền. Tô Yên trợn mắt: "Em để cho người ta vào trong nhà, còn bảo là không có tiền à?" Cô không biết Lục Cận Phong đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua chuộc Lâu Doanh, nhưng chắc chắn là không hề ít. "Chuyện tin hay." Lâu Doanh u sầu: "Chị à, hai vợ chồng cũng keo kiệt quá đi." Tiền này em còn chưa kịp sờ nóng đã bị chị bắt đem ra rồi. Ai mà hai vợ chồng với anh ta, hai người bọn chị không có quan hệ gì hết. Tô Yên sửa lại, mau đi hẹn người ta đi, chuyện này không thể chậm trễ, nếu như người không chịu tới, có thể dùng chút vũ lực. Giải quyết vấn đề bằng vũ lực là phong cách của Lâu Doanh. Lâu Doanh liếc mắt nhìn Lục Cận Phong, lại bắt đầu ra ám hiệu. Dù sao cô cũng phải yêu cầu Lục Cận Phong chi trả cho số tiền này lục cận phong nháy mắt biểu thị đồng ý lúc này lâu doanh mới vui vẻ lại cùng bạch phi minh ra ngoài bạch phi minh hỏi vừa nãy hai người lại vừa mới ra ám hiệu rồi lần này lại nói gì đấy lâu doanh cười nói tất cả chi phí sẽ được lục cận phong chi trả hết ha ha đến lúc đó thanh toán nhiều hơn còn thu nhập được thêm một khoản đó bạch phi minh yếu ớt nói một câu cậu lừa lại số tiền kia từ chỗ lục cận phong số tiền kia chưa kịp ủ nóng đã bị chị cậu lừa lấy lại rồi sao mình cứ cảm thấy đây là bẫy nhỉ lâu doanh một lời đánh thức người trong mộng hai vợ chồng nhà này đúng là người chung một ruột mà keo kiệt chết đi được mặc dù nói như vậy lâu doanh cũng không phải là người không biết nhìn đại cục bây giờ thiên lang cần phải chấn chỉnh lại chuyện phiền phức cũng không ít chuyện cô ta nên bỏ tiền thì bỏ tiền nên bỏ sức thì bỏ sức hai người đi liên hệ với các đại lý Tô Yên cũng đi chuẩn bị thay một bộ đồ để buổi tối đi xã giao với những người đó. Lục cận phong nhân cơ hội nói Yên Yên, anh đi với em. Anh là thủ lĩnh của Ám Dạ, không thích hợp nhúng tay vào chuyện của Thiên Lang. Tô Yên từ chối thẳng. Bây giờ Thiên Lang là chuyện của em, vậy cũng là chuyện của anh. Hai người lâu doanh và Bạch Phi Minh đánh nhau thì được, còn nếu thật sự muốn đàm phán với các đại lý và khách hàng đó, vậy thì không được rồi. Em lại còn đang mang thai. Không nên làm việc quá sức, em dẫn anh theo, anh làm quân sư cho em, thế nào? Tô Yên đương nhiên biết dẫn theo Lục Cận Phong thì sẽ làm ít được nhiều, nhưng trong lòng vẫn còn buồn bực, cảm thấy chưa đủ lắm. Thấy Tô Yên đang suy nghĩ, Lục Cận Phong nhìn thấu tâm tư của Tô Yên lập tức bù lại phần chưa đủ đó. Yên Yên, đầu gối của anh vẫn còn đau lắm, lát nữa em mà không cho anh nói chuyện thì anh sẽ không nói một chữ nào đâu. Em bảo anh đi hướng đông, anh tuyệt đối không đi hướng tây. Lục Cận Phong vươn tay kéo kéo góc áo Tô Yên, Yên Yên. Một tiếng Yên Yên này khiến cho xương cốt của Tô Yên mềm nhũn hết rồi. Xến xúa quá đi, nổi hết da gà rồi. Tô Yên tức giận nói, nói sao thì anh cũng là người nắm quyền tập đoàn Lục Thị, thủ lĩnh của ám dạ, lại làm nũng y như con nít vậy, để người khác nhìn thấy thì sao? Lục Cận Phong cười sán lạn, trước mắt em thì không có người nắm quyền của tập đoàn Lục Thị, cũng không có thủ lĩnh của ám dạ gì hết. Anh chỉ là một tài xế lái xe taxi, bạn trai của em, cha của đứa bé trong bụng em thôi. Trước mặt cô, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả hào quang của mình, chỉ là một người bình thường giản dị mà thôi. Mặt trong mặt ngoài gì cũng có thể không cần. Lục Cận Phong vẫn luôn rất rõ ràng bản thân muốn gì, khi Tô Yên giận dỗi lái xe bỏ đi, anh càng rõ ràng hơn, anh không thể không có Tô Yên. Đời này, anh nhận thua rồi. Lục Cận Phong nói hết những lời này thì Tô Yên cũng đang đi xuống cầu thang, nhẹ giọng nói, "Vậy anh cứ đi theo đi, có điều chuyện này không có nghĩa là tôi đã tha thứ cho anh, tôi chỉ là tạm thời mời anh làm cố vấn cho tôi thôi." "Không thành vấn đề." Lục Cận Phong không vội vàng mà bước từng bước đến. Tô Yên liếc qua đầu gối của Lục Cận Phong, anh đúng thật là liều quá đấy. Lục Cận Phong cười khổ một tiếng, anh cũng không còn cách nào mà. Màn đêm buông xuống, nhà hàng vọng nguyệt phòng VIP của Thủy Tiên Các. Bốn vị đại lý cùng mấy khách hàng đã gắn bó mấy năm với Thiên Lang đều được mới đến, chiếc bàn tròn lớn với 20 chỗ ngồi đều được lấp kín. Vẻ mặt các đại lý và khách hàng ai cũng đều rất khó coi, đều xen lẫn sự tức giận nhưng chỉ dám tức giận mà không dám nói. Rất rõ ràng, trước khi đến đã được chỉnh rồi. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đứng sau lưng Tô Yên một trái một phải như hai người bảo vệ, còn Lục Cận Phong thì ngồi cạnh Tô Yên, còn cố ý đeo thêm một cặp kính giả vờ lịch hiệp. Trên thực tế là do khí chất của anh quá mạnh mẽ, sợ dọa đến những người đại lý và khách hàng này nên mới mang kính để tiết chế lại một chút. Tô Yên sau khi gọi xong món xong, cười híp mắt nhìn những người này, mọi người đừng dè dặt như vậy, tôi cũng không ăn thịt người. Đúng rồi, chắc hẳn là mọi người vẫn còn chưa quen thuộc với tôi, vậy tôi xin tự giới thiệu trước, tôi là Tô Yên, là người phụ trách mới của Thiên Lang hết thảy công việc của thiên lang hiện tại đều do tôi phụ trách. Nói xong cô lấy ra sợi dây truyền đại diện cho thân phận thủ lĩnh của thiên lang đặt ở trên bàn, sau đó xoay bàn qua, sợi dây truyền lướt qua một vòng dưới ánh mắt của mọi người, ai ai cũng mở to mắt nhìn thật kỹ. Thật sự là tín vật của thủ lĩnh thiên lang. Một trong những đại lý lên tiếng, giọng điệu chứa đầy sự tức giận, cô tô, cô gọi bọn tôi đến đây là vì chuyện gì? Chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, Bọn tôi đều là những nhân vật có tiếng trong cái vòng này, cô dùng cách đó để mời bọn tôi tới, vậy mặt mũi bọn tôi phải để ở đâu?" Tô Yên đứng lên, cười nói, hai đứa em gái này của tôi xuống tay quả thực không biết nặng nhẹ, tôi trước tiên nhận lỗi với mọi người. Thái độ của Tô Yên rất tốt, hơn nữa còn đích thân rót rượu cho từng người, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười, nhìn có vẻ như rất dễ làm thân. Lục Cận Phong ngồi ở một bên không lên tiếng, bình tĩnh uống trà, giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Lúc không cần anh thì anh có thể làm nền cho Tô Yên, khi cần anh thì anh nhất định có thể che chở cho Tô Yên dưới đôi cánh của mình. Cơn giận của những đại lý vẫn chưa giảm, tất cả những người đang ngồi ở đây đều là những người đàn ông thành đạt có những thành công nhất định của mình trong từng lĩnh vực, có không ít hào quang, đối với một người phụ nữ xinh đẹp như Tô Yên bọn họ cũng không thèm để vào mắt. Tô Yên tự rót cho mình một cốc nước ấm, nâng ly, cơ thể tôi không được khỏe, lấy nước thay rượu. Trước tiên kính các vị một ly trong cái vòng này tôi vẫn là một người mới, về sau còn cần mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Cô Tô thật không có chút thành ý nào hết, đám giả bọn ta uống rượu, còn cô lại uống nước. Nếu như đã không khỏe thì quay về nghỉ ngơi đi, một người phụ nữ lại xuất đầu lộ diện là như thế nào, thiên lang thật sự không còn ai nữa à? Giọng nói hết sức khinh thường. Tôi nghe nói đại ca lệ của thiên lang cách đây không lâu xảy ra chút chuyện, chẳng lẽ thật sự giống như lời đồn nói, sắp không ổn rồi cho dù đại ca lệ không ổn thì Thiên Lang vẫn còn Lương Văn Dũng mà, tôi chỉ từng xã giao với cậu ta, cũng chỉ thừa nhận cậu ta, người khác thì tôi hết thảy không thừa nhận." Tô Yên liếc mắt nhìn người đang nói chuyện, trông rất dữ tợn, khoảng 50 tuổi, là một trong những đại lý hợp tác với Thiên Lang, tên là Tiền Thịnh Phát. Xem ra, người này là người của Lương Văn Dũng. Tô Yên nhìn từng người đang ngồi ở đây, trong mắt hiện lên từng tia lạnh lùng, trên mặt mặc dù vẫn mang theo nụ cười nhưng trong nụ cười đó lại không có chút độ ấm nào. Tô Yên đặt ly rượu xuống, nâng mắt lên, ngang ngược nói, tôi tiên lễ hậu binh, nếu như mọi người đều không muốn hợp tác với thiên lang nữa, vậy thì tôi cũng không nhiều lời thêm, từ hôm nay tất cả hợp đồng sẽ chấm dứt. Mọi người đều ngạc nhiên. Có người khinh thường cười lạnh, cô Tô, dựa vào tình hình hiện tại của thiên lang, đây không phải là lúc cô có thể tùy hứng được đâu, chấm dứt hợp đồng thì tiền vi phạm hợp đồng của bọn tôi cũng phải lên tới 100 triệu rồi, cô bồi thường nổi không? Tô Yên ghét bỏ nhíu mày, mới có 100 triệu. Mới? 100 triệu mà còn chê ít à? Với tình trạng hiện tại của Thiên Lang, một triệu còn chưa lấy ra được nữa là. Trước đó các đại lý và khách hàng đều đã thăm dò tình hình trước rồi, bọn họ không tin Tô Yên thật sự dám chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó bọn họ đã bị vả mặt rồi. chương 204, Lục Cận Phong được đằng chân lân đằng đầu. Tô Yên đã sớm có chuẩn bị, hô ra phía ngoài một tiếng, "Chú Nam Miêu, đem vào đi." Vừa dứt lời thì Hoàng Nam dẫn theo vài người bước vào, một người trong đó xách theo hai cái vali tiến vào. Vali được đặt lên bàn, khi những người kia còn đang tò mò, Tô Yên liền mở vali ra, bên trong là những tờ tiền màu đỏ được xếp ngay ngắn. Tô Yên đổ tiền ra, một vali rồi lại một vali, trên bàn hiện tại toàn là tiền, thật sự là chất thành một núi tiền trong lòng các đại lý và khách hàng chấn động, mặt biến sắc, lần lượt đứng lên. Tô Yên thật sự có thể lấy ra được 100 triệu. Đủ không, Tô Yên khẽ liếc tiền thịnh phát một cái, nếu như không đủ tôi lại kêu người mang đến. Phải rồi, tôi quên mất nói cho các người biết, bổn tiểu thư đây cái gì cũng thiếu, chỉ có tiền là không thiếu. Còn nhắc đến tiền thì cô lấy tiền đập chết bọn họ. Lục cận phong nhìn Tô Yên vừa bá đạo vừa ngạo mạn, trong mắt tràn đầy sự cương chiều. Anh thích dáng vẻ ngạo mạn và hống hách này của tô yên lâu doanh nước từng đoạn ruột đây là tiền của cô ta đó mặc dù trong ngân hàng thụy sĩ của cô ta có mấy trăm triệu nhưng bình thường cô ta nhìn thấy chỉ là một chuỗi số trong tài khoản đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy một trăm triệu tiền mặt trước mắt mình đây quả là một cảnh tượng kích thích thị giác tô yên thổi thổi tóc mái nói tôi nghĩ việc bỏ ra một trăm triệu để sàng lọc những đối tác đủ tư cách là một chuyện có lợi Hy vọng mấy người nhớ kỹ, Yếu Châu còn hơn khỏe bò, việc mất đi mấy khách hàng như mấy người cũng không ảnh hưởng gì đến tôi. Nhưng nếu mấy người không phải là khách hàng của Thiên Lang, vậy mấy người sẽ phải chịu tổn thất nặng nề rồi. Làm ăn ấy à, phải luôn luôn tương hỗ với nhau, đó gọi là cộng sinh. Tô Yên đã cho người điều tra, cho dù là trong tay các đại lý hay là khách hàng đều không có đối tượng nào chất lượng tốt để hợp tác, những năm gần đây Phần lớn lợi nhuận của bọn họ đều là từ việc hợp tác với Thiên Lang. Đương nhiên, Tô Yên cũng biết, những người này không thật sự muốn chấm dứt hợp đồng, bị Lương Văn Dũng và Ngô Sở Long xúi dục, muốn tranh thủ để tối đa hóa lợi nhuận mà thôi. Thấy Tô Yên làm thật, bọn họ liền luống cuống. Tiền Thịnh phát vội vàng nói, "Cô Tô, đừng kích động thế, chúng tôi đã hợp tác với Thiên Lang nhiều năm như vậy rồi đã hình thành nên sự tín nhiệm tốt đẹp lẫn nhau, sao có thể nói chấm dứt hợp đồng là chấm dứt hợp đồng chứ?" Tô Yên cười chế nhạo, nếu như tôi nhớ không lầm thì vừa nãy là Tổng Giám Đốc Tiền nói rằng chỉ nghe theo Lương Văn Dũng, hai người đã hình thành nên sự tín nhiệm tốt đẹp lẫn nhau đã đạt được thỏa thuận gì cũng không liên quan đến Tô Yên tôi, cũng không liên quan đến Thiên Lang. Tiền Thịnh Phát mỉm cười, cô Tô à, tôi có thể đạt được thỏa thuận gì với Lương Văn Dũng chứ, trước kia tôi cũng bị cậu ta lừa gạt mà, không tính, không tính. Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa. Đây chính là sức hấp dẫn của tiền bạc. Những người khác cũng nói cô tô nhiệt tình như vậy mời chúng tôi đến, đương nhiên cũng không muốn khiến cho mọi chuyện trở nên bế tắc rồi. Thiên Lang còn mấy đơn hàng bị ép giá, trong một thời gian ngắn cô không thể tìm được người mua phù hợp có đúng không? Cô tô có thể thoải mái ném ra 100 triệu, nhưng nếu Thiên Lang liên tục lỗ vốn, e là cô tô cũng sẽ chịu không thấu. Phải lại bọn tôi cũng không phải là không có Thiên Lang thì không được, vẫn còn dễ chết à? Có khí phách, tô yên gật gù. Tôi biết cũng không ít người trong các ông đã tiếp xúc với bên địa sát rồi, nếu như đã chấm dứt hợp đồng, vậy các ông có hợp tác với ai thì tôi đương nhiên sẽ không hỏi nữa. Chỉ là khuyên nhủ mọi người một câu, trước khi hợp tác với bên ngoài hãy cân nhắc phong cách làm việc của địa sát. Mọi người đều bị sốc. Không ít người trong bọn họ quả thực đã lén lút tiếp xúc với người phía bên địa sát, định sẽ phản bội, nếu không phải Lương Văn Dũng và Ngô Sở Long đưa ra điều kiện hấp dẫn, bọn họ cũng sẽ không do dự như vậy nhưng mà chuyện này, sao tôi yên lại biết được? Người thủ lĩnh mới nhận chức này, xem ra không phải là một quả hồng mềm rồi. Tối nay bọn họ vốn định thăm dò Tô Yên, xem thử Tô Yên có thể đưa ra một điều kiện tốt hơn không, nhưng mà bọn họ suy nghĩ nhiều rồi. Tô Yên không những không đưa ra điều kiện gì, mà trái lại còn chấm dứt mọi hợp đồng. Những lời này của Tô Yên rốt cuộc khiến họ bắt đầu hoảng sợ rồi. Bởi bọn họ không bắt chẹt được Tô Yên, ngược lại bị Tô Yên bắt chẹt. Tô Yên đương nhiên không phải người ăn chay. Từ khi cô tiếp quản Thiên Lang thì vẫn luôn tóm lược các hợp tác qua lại của Thiên Lang, cũng đã gửi ra trò mèo do dự của những khách hàng này rồi, bảo Hoàng Nam đích thân dẫn người đi điều tra. Những tư liệu này đều là tươi ngon mới ra lò đó. Cô tìm cách mời những người này đến đây, đương nhiên là đã chuẩn bị hết thảy rồi. Mọi người nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm sao. Mọi người đều những nhân vật đã lăn lộn nhiều năm trong cái vòng này hôm nay lại bị một đứa con gái hai mươi mấy tuổi nắm quyền chủ động. Tô Yên ngồi xuống, lại nói ra lời có tác động mạnh hơn, chú Nam Nhiêu, chuẩn bị tốt việc chấm dứt hợp đồng, à phải rồi, cũng chuẩn bị hợp đồng hợp tác với ám giả chung luôn, tối nay sẽ ký hợp đồng với ám giả. Ám giả, mọi người sửng sốt, cô Tô, cô muốn hợp tác với ám giả, không phải những năm gần đây thiên lang với ám giả vẫn luôn bất hòa sao. Đúng vậy, Bọn tôi trước đó không hề nghe được tin tức muốn hợp tác với ám dạ mà. Đừng nói lời này khiến cho những người này ngạc nhiên, mà Hoàng Nam với Lâu Doanh cũng rất kinh ngạc. Họ sắp hợp tác với ám giả dạ từ khi nào? Nếu không hợp tác được, không phải là tự vả mặt sao? Trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có quyền lợi vĩnh viễn. Tô Yên mặt không biểu cảm nói, "Quên giới thiệu với các ông, người ngồi bên cạnh tôi đây chính là." Tô Yên nhìn Lục Cận Phong, người phụ trách hợp tác với thiên lang do ám giả phái tới, tổng giám đốc lục. Mọi người đồng loạt nhìn lục cận phong. Lục cận phong mặt không đổi sắc đầy đầy kính, lộ ra chiếc nhẫn tượng trưng cho thân phận đại diện của ám giả, môi mỏng khẽ nhếch lên, ám giả rất vinh dự khi có thể hợp tác với thiên lang. Ánh mắt mọi người dừng trên chiếc nhẫn, trong lòng kinh hãi không thôi. Thật sự là người của ám giả à? Có thể có được chiếc nhẫn đại diện cho thân phận này, cho dù không phải là thủ lĩnh của ám giả thì cũng là người có địa vị hết sức quan trọng trong ám giả. Khi bọn họ vừa mới tiến vào, cũng không quá chú ý tới Lục Cận Phong, chung quy thì Lục Cận Phong không có nói chuyện, mặc quần áo giản đơn, còn đem thêm mắt kính nhìn nho nhã lịch sự, không có lực sát thương nào, cũng không phải là nhân vật quan trọng của Thiên Lang, mọi người đều trực tiếp xem nhẹ anh. Bây giờ lại nghe thấy là người của ám giả, sao bọn họ không khiếp sợ được chứ? Khi Lục Cận Phong ngẩng đầu lên tiếng Giây phút đó, khí thức trên người anh liền hoàn toàn biến đổi, một cỗ áp lực vô hình ập vào trước mặt. Tin đồn nói rằng thiên lang và ám dạ bất hòa, nhưng bây giờ người cũng đã ngồi chung với nhau rồi, tin đồn nhảm chưa đánh đã tan. Lục Cận Phong là người của ám dạ. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh nhìn nhau, suy nghĩ một phen. Vẻ mặt Hoàng Nam cũng thay đổi, nhìn Lục Cận Phong nhiều thêm vài lần. Tô Yên lôi ám dạ ra, thêm việc lấy ra tiền chấm dứt hợp đồng, bày đủ khí thế, những đại lý và khách hàng này lập tức thành thực, không những không giải ước, còn chủ động đưa ra 2% để bồi tội, hòa hoãn mối quan hệ. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tô Yên và Lục Cận Phong cùng nhau rời đi bằng ô tô, cũng là để cho những người đó nhìn thấy. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh, còn có Hoàng Nam thì đi xe khác. Lục Cận Phong lái xe, anh không lái đến chỗ ở của Lâu Doanh, mà rẽ ở ngã tư đường. Tô Yên phát hiện đường đi không đúng. Tức giận nói, "Lục Cận Phong, anh muốn đưa tôi đi đâu?" "Yên yên, hay là đi ăn thêm chút gì nhé? Vừa nãy anh thấy em không ăn gì cả." Tô Yên vốn muốn nói không cần, nhưng nhìn Lục Cận Phong trong lúc vô ý xoa xoa đầu gối, vẫn là mềm lòng. "Tôi muốn ăn hoành thánh." "Được." Lục Cận Phong lập tức đưa cô tới một nhà hàng gần đó, gọi món hoành thánh cho Tô Yên, rồi tự mình gọi một bát mì. "Hôm nay kéo Lục Cận Phong ra thực sự là nằm ngoài kế hoạch." Tô Yên liền nói vừa nãy chỉ là kế sách tạm thời, chuyện hợp tác có thể xem như không tính. Hợp đồng cũng đã ký rồi, sao có thể xem như không tính được chứ? Lục Cận Phong cười nói, yên yên, anh biết em đề cập tới chuyện hợp tác với ám dạ là muốn làm dịu mối quan hệ hai bên, em đang suy nghĩ cho anh, lễ quốc minh giao thiên lang cho em, thật sự đúng đắn. Lục Cận Phong vốn chuẩn bị làm sứ giả bảo vệ kiều hoa, nhưng vừa rồi anh hoàn toàn không có đất dụng võ mà. Hơn nữa sau một màn vừa nãy, anh lại làm quen lại từ đầu với một Tô Yên mưu trí trầm ổn. Từ lúc bắt đầu, Tô Yên tiên lễ hậu binh, sau đó lại đánh tâm lý đánh bại tuyến phòng ngự trong lòng các đại lý, từ thế bị động giành lại thế chủ động, cho dù là đàn ông cũng chưa chắc làm được như Tô Yên. Tô Yên như vậy, bảo sao mà anh không yêu chứ? Tô Yên chừng mắt nhìn Lục Cận Phong, khẩu thị tâm phi, ai suy nghĩ cho anh chứ, tôi chỉ là muốn hù dọa bọn họ mà thôi. Chương 205 Lục Cận Phong thẳng thắn chuyện 5 năm trước với Tô Yên. Lục Cận Phong cười mà không nói, hai người yên lặng ăn bữa tối, tận hưởng cảm giác yên bình hiếm có. Lâu lắm rồi hai người không có một bữa cơm yên tĩnh như vậy. Khẩu vị của Tô Yên rất tốt, ăn sạch một bát hoành thánh, ở một cái. Ăn xong rồi sao? Lục Cận Phong nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Tô Yên, trong lòng giống như có ngọt gió xuân lướt qua, nhẹ nhàng mà ngọt ngào. Xong rồi, Tô Yên xoa xoa bụng. Lục Cận Phong nhìn chầm chầm bụng Tô Yên, nói, hình như lớn thêm không ít rồi, con gái lớn thật nhanh nha. Tô Yên trợn tròn mắt, đổi thành ai ăn hết một bát hoành thánh thì cũng sẽ phình bụng thôi, bây giờ còn chưa tới hai tháng, con bé có thể lớn được chừng nào mà làm bụng lớn lên được chứ. Lục Cận Phong cười cười, lần đầu làm cha, không có kinh nghiệm. Nói đến chuyện con cái, bầu không khí giữa hai người tốt hơn rất nhiều, Tô Yên cũng không dương cung bạt kiếm nữa, Đi thôi, quay về." Tô Yên bỗng nói, đột nhiên nói muốn hợp tác với ám giả các anh, tôi quay về còn phải nêu phương pháp cho đám người lâu doanh và cậu nữa. Chuyện tối nay chắc chắn sẽ truyền đến tai Lệ Quốc Minh. "Được, Lục Cận Phong đứng lên, ông chủ, tính tiền." Thanh toán tiền xong, Lục Cận Phong đỡ Tô Yên lên xe. "Tô Yên, tôi có tay có chân, không phải tàn tật, không cần anh đỡ." "Anh đỡ con gái anh." Tô Yên tức giận Lục Cận Phong, anh chiếm tiện nghi của tôi chứ gì? Lục Cận Phong cười cười, anh nào dám. Sau khi lên xe, một lát sau Tô Yên liền ngủ thiếp đi. Ăn uống no say, thêm sự lắc lư của chiếc xe, rất dễ cảm thấy buồn ngủ. Trong xe phát nhạc dưỡng thai thoải mái, Lục Cận Phong đang lái xe, thường xuyên liếc nhìn hai mắt nhắm nghiền của Tô Yên, trong lòng cũng an tâm mãn nguyện. Về đến chỗ ở, xe dừng lại, Tô Yên khoan thai tỉnh dậy, "Cảm ơn, anh về đi." thật đúng là trở mặt vô tình lục cận phong dở khóc dở cười yên yên à em qua cầu rút ván cũng nhanh quá đi nửa đêm nửa hôm rồi em bảo anh về đâu chứ anh thích về đâu thì về đó đến chỗ người tình nhỏ bé nhã đan của anh cũng được đấy em còn ghen nữa à tô yên quay đầu vào nhà không thèm nhìn lại lục cận phong nằng nặc đòi vào theo hạ phi từng nói một câu không hề sai bám chặt không buộc sẽ có tác dụng với phụ nữ tục ngữ nói phụ nữ tốt sợ đàn ông dây dưa, chính là đạo lý này. Lục Cận Phong cũng rất đúng mực, chỉ ở dưới lầu, không lên lầu, tiến lùi có chừng mực, Tô Yên muốn nổi giận cũng không nổi giận được. Tô Yên vừa vào phòng ngủ, Lâu Doanh và Bạch Phi Minh lập tức hùng hùng hổ hổ tiến vào, bọn họ mỗi người dọn một cái ghế đầu, để Tô Yên ngồi ở trên giường, dáng vẻ giống như nghiêm hình bức cung vậy. Lâu Doanh, chị, Lục Cận Phong thật sự là người của ám dạ sao? Bạch Phi Minh, anh ta có địa vị gì ở ám Dạ? Anh ta đến Thiên Lang là có mục đích gì? Chuyện hợp tác là thật hay giả? Một loạt câu hỏi khiến cho Tô Yên dở khóc dở cười, cô không trả lời mà hỏi ngược lại, hai người bọn em suy nghĩ nhiều như vậy mà vẫn không nghĩ ra thân phận của anh ta à? Lời này của Tô Yên lập tức khẳng định phỏng đoán trong lòng của Lâu Doanh, chị, anh ta thật sự là đại ca của ám Dạ à? Tô Yên không chút nghĩ ngợi gật đầu, chuyện này sớm muộn gì cũng không giấu được vãi quá ảo diệu rồi thiên lang với ám giả bất hòa nhiều năm như vậy bây giờ là sắp tiến tới liên hôn à lâu doanh vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên cô gật gù nói thảo nào trước đây anh ta tránh được sự ám sát của em anh ta bị ám sát cả hàng trăm nghìn lần rồi năng lực phản ứng này được luyện mà ra cả tô yên lập tức bày tỏ thái độ của mình ai liên hôn với anh ta chứ đừng nói bừa lâu doanh không chút lưu tình chọc ghẹo trong bụng chị còn đang mang thai con của anh ta kia kìa vịt chết mà còn cứng miệng nữa. Bạch Phi Minh trao mày nói, chuyện này nếu như để đại ca lệ biết được, sợ là từ giường bệnh bật dậy quá. Lời của Bạch Phi Minh đã nói trúng điểm mấu chốt. Tô Yên nói, ngày mai chị đến bệnh viện một chuyến, đích thân giải thích với cậu, với tình trạng hiện tại của thiên lang chắc ông ấy cũng biết nên lựa chọn thế nào. Lâu Doanh đột nhiên cười xấu xa, em nghe nói là ám giả rất giàu có. Ngay khi Lâu Doanh đảo mắt một cái, Tô Yên đã biết cô đang nghĩ gì làm người phải có khí phách không ăn của ăn xin càng không cần những món lợi bất chính khóe miệng lâu doanh giật giật chị lúc chị lừa tiền của em thì khí phách chị đi đâu mất rồi số tiền đó của em cũng là món lợi bất chính đấy tô yên ho nhẹ một tiếng cười khan nói chúng ta là chị em họ ba cái thư khí phách này sao bằng với tình chị em thân thiết của chúng ta chứ nói những lời này thì xa lạ biết bao nhiêu lâu doanh về tài ăn nói cô ta không bằng tô yên Bạch Phi Minh nói, sau chuyện tối nay, Lương Văn Dũng và Ngô Sở Long sẽ có động tác lớn hơn, cháu cùng rứt dậu. Tô Yên thở vào một hơi nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, thời gian không còn sớm nữa, bọn em cũng quay về nghỉ ngơi đi. Tô Yên từng chút chỉnh đốn thiên lang, hai người kia đương nhiên gấp rồi, một khi Tô Yên thu phục được lòng người, vậy sẽ ngồi vững vị trí này rồi. Được, chúng ta không sợ phiền phức, nếu như bọn họ không sợ chết thì cứ việc đến. Lâu doanh đứng dậy, chợt nhớ ra điều gì đó liền nói, đúng rồi chị, lần trước người bỏ ra 100 triệu để lấy mạng của chồng chị là địa sát đó. Người của địa sát, Tô Yên rất ngạc nhiên. Ân oán giữa địa sát và ám giả rất sâu, chị nhớ nhắc nhở chồng chị. Lâu doanh vốn không muốn nói, nhưng lực cận phong là đại ca của ám giả, còn là người đàn ông của chị họ nữa, vậy đương nhiên cô ta sẽ không giấu giếm. Được, chị biết rồi. Đêm dần dần về khuya, Tô Yên đã ngủ lúc trong xe, bây giờ lại hơi không ngủ được. Lục Cận Phong còn đang ở dưới lầu không có chút động tính gì, trời lại lạnh như vậy, rốt cuộc Tô Yên vẫn động lòng chắc ẩn, ôm chăn bông xuống lầu. Lục Cận Phong ngủ trên sofa, trên người không đắp bất cứ thứ gì, hai tay ôm trước ngực, cửa sổ lại đang mở, gió lạnh thổi vào khiến cho Tô Yên dùng mình một cái. Lục Cận Phong cuộn mình trên sofa, bộ dạng trông rất lạnh lẽo. Tô Yên đi tới đặt chăn bông lên sofa, tự đắp đi, không phải tôi tha thứ cho anh, mà chỉ là xuất phát từ mối quan hệ hợp tác. Nếu như anh bị bệnh thì sẽ ảnh hưởng đến việc hợp tác sắp tới, tôi là người biết nhìn đại cục, biết nghĩ cho đại cục. Lục cận phong thật lâu không nhúc nhích, tôi yên buồn bực, ngủ sâu như vậy à. Gió lạnh không ngừng tràn vào, tôi yên thầm nghĩ, bỏ đi bỏ đi, không thèm chấp nhặt với lục cận phong. Tôi yên đi tới đóng cửa sổ, rồi đắp chăn cho Lục Cận Phong. Theo ánh sáng yếu ớt trong phòng khách, Tô Yên nhìn thấy mặt của Lục Cận Phong liền có hơi sững sờ, không khỏi đưa tay ra chạm vào mặt của Lục Cận Phong. Đầu ngón tay vừa chạm vào, bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, Tô Yên không chút phòng bị bỗng nhiên bị Lục Cận Phong kéo vào trong ngực, lập tức bị Lục Cận Phong ôm vào lòng. Lục Cận Phong, anh lại dở trò với tôi. Lúc này Tô Yên mới kịp phản ứng lại, là Lục Cận Phong đang giả vờ ngủ, Tô Yên vùng vẫy muốn đứng dậy, lại bị Lục Cận Phong ôm chặt không buông, "Yên Yên, lạnh." "Lạnh thì anh đi mà đắp chăn." Tô Yên tức giận nói, "Buông tay ra cho tôi." "Không," Lục Cận Phong giữ lấy tay Tô Yên, chọc lét cô. "Đừng nghịch nữa, tôi thật, thật sự tức giận rồi." "Ha ha, nhột quá, mau dừng tay lại." Tô Yên không nhịn được cười lên, cô sợ nhất là nhột, hai người ở trên sofa cười đùa thành một đống. Hai người cứ đùa nghịch như vậy, Đột nhiên Lục Cận Phong dừng lại, anh nhìn Tô Yên dưới người mình, trong đầu chợt lóe qua một số hình ảnh xưa cũ. Lúc bị hạ thuốc vào mấy năm trước, hình ảnh anh ức hiếp người phụ nữ đó. chương 206, người phụ nữ đầu tiên của Lục Cận Phong. Đây không phải là lần đầu tiên Lục Cận Phong nhớ tới chuyện này. Người phụ nữ đó, dường như không quan trọng trong lòng anh, nhưng lại cứ lởn vởn trong tâm trí anh. Lục Cận Phong ngồi thẳng dậy, đi tới một chiếc ghế sofa khác ngồi xuống, châm một điếu thuốc. Sao thế? Tô Yên cảm thấy không thể hiểu được, đang yên đang lành, Lục Cẩn Phong đột nhiên lộ ra vẻ hoàng tử sầu muộn là sao? Lục Cẩn Phong hít một hơi thuốc là thật sâu, nhả ra một vòng khói, rất nhanh liền tan ra. Tô Yên, 5 năm, năm trước, anh từng có một người phụ nữ. Lục Cận Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy nhìn Tô Yên, anh không muốn giấu giếm Tô Yên, Chuyện của Tần Nhã Đan đã cho anh biết rằng anh không thể có bí mật dây dưa không dứt gì giấu giếm Tô Yên, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ bị lật thuyền. Chính xác mà nói, thì đã gần 6 năm rồi, đó là người phụ nữ đầu tiên của anh. Tô Yên nghe thấy trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu, cô ngồi dậy tựa vào sofa, khom chân dùng tay ôm lấy ồ. Chuyện của mấy năm trước, bảo cô nói sao mới tốt đây? Không phải chính cô cũng là mấy năm trước mất đi sự trong sạch sao? Cho đến nay cô vẫn không xác định được người đàn ông đó là ai. Sau khi tìm lại được đứa trẻ, cô cũng ép chính mình không được nghĩ đến chuyện đó, cũng không đi truy cứu xem cha đứa trẻ là ai. Lúc đó cô nghĩ mình đã ở bên Lục Cận Phong rồi, đứa trẻ cũng đã về bên cạnh mình rồi, cô cần gì phải tự tìm đau khổ mà bóc vết sẹo cũ của mình ra chứ. Với địa vị thân phận của Lục Cận Phong, cô đã biết từ lâu rằng chắc chắn cô không phải là người phụ nữ đầu tiên của anh rồi, chỉ có điều khi lục cận phong đích thân thừa nhận trước đây đã từng có người phụ nữ khác, trong lòng cô vẫn không vui vẻ gì. Tô Yên hỏi, sao? Đột nhiên lại nhắc đến chuyện này. Lục cận phong kéo kéo khóe miệng, không biết nữa, là đột nhiên muốn nói cho em biết, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, tranh thủ sự xử lý khoan hồng. Hai người nhìn nhau trong bóng tối, không khí đột nhiên yên lặng. Nhất thời không một ai lên tiếng, hai người đều có một tâm tư khác nhau, đều có hàng ngàn câu chữ không biết nên nói như nào thật lâu sau tôi yên là người phá vỡ sự im lặng trước ngủ sớm đi phải rồi lâu doanh bảo tôi truyền lời nói cho anh biết người trước đó muốn giết anh là người của điện sát ừm anh biết rồi tôi yên hiểu rõ chắc chắn lục cận phong sẽ đi điều tra tôi yên không nói gì thêm đứng dậy đi lên lầu ánh mắt lục cận phong dõi theo bóng dáng của cô miệng khẽ hé cuối cùng lại không nói gì một đêm này lục cận phong cả đêm không ngủ hút không ít thuốc trong gạt tàn đều là tàn thuốc lá. Sáng sớm hôm sau, Lục Cận Phong nấu cháo rau xanh sẵn, Tô Yên ăn xong liền đi bệnh viện. Bây giờ Lục Cận Phong trở thành người hầu của Tô Yên, cô đi đâu liền đi theo đó. Khi đến bệnh viện, Lục Cận Phong đợi ở ngoài hành lang không đi vào, Tô Yên một mình đi vào gặp Lệ Quốc Minh. Chuyện hai ngày nay của Tô Yên, Lệ Quốc Minh đều biết rõ, ông ta vẫn luôn đợi Tô Yên đến cho ông ta một lời giải thích. Cậu à, sắc mặt của cậu hôm nay không tệ, tô yên cười gọt một quả táo đưa qua, cậu, cậu ăn thử đi. cậu không thích ăn táo, lê quốc minh nói tiểu yên, nghe nói cháu đã ổn định những đại lý và khách hàng kia, chuyện này làm rất tốt, cậu không nhìn nhầm người mà. đúng vậy, tạm thời đã ổn định được rồi, nhưng về sau còn có thể tiếp tục hợp tác hay không thì phải xem ý cậu rồi. tô yên nói, bọn họ có thể tiếp tục hợp tác là do nhìn vào chuyện chúng ta hợp tác với ám dạ. Có ám dạ làm chỗ sửa thì bọn họ mới chịu yên ổn. Lễ quốc minh lập tức nghe ra ý của Tô Yên, sao cháu quen biết được với người của ám giả. Chuyện này nói ra rất dài, Tô Yên mỉm cười nói, cậu à, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Dù sao cậu cũng đã giao thiên lang cho cháu rồi, cháu cũng chỉ có cách này để giữ được thiên lang. Nếu như cậu không vui thì cháu cũng bó tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên lang bị chia năm sẻ bay thôi. Lễ Quốc Minh cố ý làm mặt lạnh, cháu đây là đang uy hiếp cậu à? Cậu à, tội danh cậu gán cho cháu cũng quá lớn rồi. Những năm này Thiên Lang cùng Ám Dạ bất hòa đều là những chuyện nhỏ nhặt cả, lại không phải là thâm thù đại hận gì. Vậy thì cứ như vậy hóa giải đi. Cháu nói nghe đơn giản nhỉ? Ám Dạ nhiều lần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khiến cho Thiên Lang tổn thất nặng nề. Bọn chúng tìm chúng ta hợp tác, ai biết là giấu dã tâm gì chứ? Lễ Quốc Minh lo lắng nói, Tiểu Yên, cháu còn quá trẻ cậu là sợ cháu bị lừa gạt, mắc mưu chịu thiệt, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, ám giả dạ sao lại có thể ra tay giúp chúng ta chứ? Tô Yên cười nói, cậu quá lo lắng rồi, ám giả dạ quả thực có ý đồ khác. Đấy cháu xem, bị cậu nói chúng rồi. lễ Quốc Minh nghe vậy liền có chút nóng nảy, có phải bọn chúng đưa ra hiệp ước nhục nước mất chủ quyền gì rồi không? Cậu à, cậu xem cháu thông minh như vậy, sao có thể bị chuyện nhục nước mất chủ quyền chứ? Tô Yên vỗ nhẹ bụng mình, cháu đang mang vua đến chỉ huy các quan lại. Lễ Quốc Minh mờ mịt, có ý gì? Đúng lúc này, giọng nói của Lục Cận Phong từ ngoài cửa truyền đến, "Ngài Lệ, chuyện của Yên Yên cũng là chuyện của tôi, sau này Thiên Lang và Ám Dạ chính là người một nhà." Lễ Quốc Minh nhìn về phía Lục Cận Phong, ông ta chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của thủ lĩnh Ám Dạ, nhưng mà chiếc nhẫn đại diện cho thân phận kia, ông ta nhìn một cái đã nhận ra ngay. "Cậu là Lệ Quốc Minh chấn động không thôi, xém chút nữa là từ trên giường ngã xuống. Lục Cận Phong nhìn về phía Tô Yên, "Yên yên, để anh nói chuyện riêng với cậu của em." Anh kiềm chế một chút, "Đừng có ăn nói lung tung trước mặt cậu tôi." Tô Yên biết, có một số chuyện cần Lục Cận Phong nói riêng với Lệ Quốc Minh, cho nên cô cũng ra ngoài trước. Tô Thành đang đợi bên ngoài hành lang, đột nhiên, cô cảm thấy sau lưng có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình, vô thức quay đầu nhìn lại. Tầng này đã được người quốc minh bao hết, chỉ có một bác sĩ nam đeo khẩu trang từ bên kia đi tới, đi về phía thang máy, còn có một y tá đang thu xếp tài liệu ở quầy lễ tân. Những người còn lại đều là người phụ trách trông coi, ngoài ra không có người khả nghi nào khác. Chẳng lẽ là ảo giác của cô sao? Tô Yên lắc lắc đầu ngồi xuống ghế trên hành lang. Nam bác sĩ bước vào thang máy, ánh mắt u ám liếc về phía Tô Yên, thang máy đã đóng lại, anh ta lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại người đang ở bệnh viện lục cận phong ở bên cạnh cô ta không dễ ra tay sau khi nam bác sĩ ra khỏi thang máy anh ta đi vào phòng tắm cởi bỏ đồng phục bác sĩ trên người tháo khẩu trang trên mặt xuống trên khóe miệng lộ ra một vết sẹo dữ tợn người đàn ông ném quần áo và khẩu trang vào thùng rác trong phòng tắm đội chiếc mũ lưỡi chai đã chuẩn bị sẵn rồi mới đi ra ngoài lâu doanh và bạch phi minh từ bên ngoài đi vào bệnh viện lướt ngang qua người đàn ông Người đàn ông hạ thấp mũ, cúi đầu xuống. Đi xa được mấy mét, Lâu Doanh chợt dừng bước, sao mình cảm thấy người đàn ông vừa nãy có hơi quen nhỉ? Bạch Phi Minh hỏi, người đàn ông nào cơ? Lâu Doanh quay đầu nhìn người đàn ông kia, người đó đi rất nhanh, chỉ còn lại một bóng lưng. Lâu Doanh nhất thời không thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu, đột nhiên, người đàn ông đó đi rất vội vàng, bị một đứa trẻ đang lao tới đâm phải. Người đàn ông nghiêng người, vô thức ngẩng đầu lên, Lâu Doanh liếc mắt một cái liền nhìn thấy vết sẹo trên khóe miệng người đàn ông kia. Đậu xanh, chó săn của địa sát. Phi Minh, đuổi theo. Chương 207, có Tô Yên Lục cận phong chịu thua vô điều kiện. Người đàn ông nhìn thấy Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đuổi theo lập tức co chân chạy thật nhanh, thoát cái đã lao ra khỏi bệnh viện. Cửa bệnh viện lại đúng lúc mở ra đẩy vào một bệnh nhân đang cấp cứu, cửa ra vào hiện tại bị rất nhiều người vây kín lúc lâu doanh và bạch phi minh chen được ra ngoài chỉ nhìn thấy người kia đã lên xe chạy mất rồi xít lâu doanh chửi thề một câu lúc này dù có đuổi theo cũng không đuổi kịp nữa rồi bạch phi minh nói người của địa sát xâm nhập bệnh viện mục đích của bọn họ là nhắm vào đại ca lệ sao lâu doanh mắng người của địa sát đúng là đáng ghê tởm chuyên gia dở trò lén lút có ngon thì quang minh chính đại đấu tay đôi đi đừng cứ đứng đây mắng nữa Nhanh đi xem thử tình hình của đại ca Lệ đi. Hai người nhanh chóng đi tới phòng bệnh của Lệ Quốc Minh, lúc này Lục Cận Phong và Lệ Quốc Minh đã trò chuyện xong. Hai người từ phòng bệnh chạy ra rồi lại trở vào, chỉ thấy Lệ Quốc Minh đang đăm chiêu nhìn vào vách tường, giống như đang mất hồn vậy. "Cậu, cậu sao rồi? Không phải là bị Lục Cận Phong lập mưu hãm hại đó chứ?" Lâu Doanh gấp gáp lay người Lệ Quốc Minh, suýt chút đã đẩy người kia lọt xuống giường. Lệ Quốc Minh kịp thời phản ứng. Lâu Doanh à, cháu là con gái mà sao sức lực lại lớn vậy hả? Dùng sức thêm chút nữa thì xương của cậu đều sẽ bị cháu làm rơi ra từng khúc rồi mất. Hoàn hồn rồi, Lâu Doanh thở phào nhẹ nhõm cậu, vừa nãy cậu nói gì với Lục Cận Phong vậy, nói tới mức mất hồn luôn. Mặc dù Lục Cận Phong đúng là đẹp trai thật, nhưng mà cậu cũng không thể mất hồn đến vậy chứ, đây là chồng của chị đó. Mặt Lệ Quốc Minh tái mét. Trừng lâu doanh một cái lại nói, con nhỏ này không biết lớn nhỏ, nói nhảm cái gì đấy. Lệ Quốc Minh vừa giận, điện tâm đồ lập tức bật lên cảnh báo, nhịp tim đập rất nhanh. Lâu doanh mau miệng cậu, bình tĩnh bình tĩnh, hít sâu. Nếu như cậu bị cháu chọc tức chết thì tội lỗi của cháu sẽ lớn lắm. Lệ Quốc Minh, hít một hơi thật sâu, Lệ Quốc Minh nhắm mắt lại, suýt chút nữa bị lâu doanh làm cho tức đến mức lên trời rồi. Sao cậu lại gặp đứa cháu gái như cháu chứ? đều là cháu gái, cháu lại khác hoàn toàn so với Tiểu Yên. Lâu doanh cười, cậu à, cháu là do một tay cậu nuôi nấng đó, cho nên này không phải đều học từ cậu hết sao. Lệ Quốc Minh, lại suýt nữa tức đến nổi lên trầu trời. Cậu còn muốn sống thêm vài năm nữa, thế nên cháu ít đến thăm cậu thôi, đi mà giúp chị cháu đi. Lệ Quốc Minh ngoảnh mặt về phía khác. Cậu này, nếu vừa rồi không phải cháu nhìn thấy đám người của điện sát trà trộn vào bệnh viện, thì cũng không muốn đến đây đâu lâu doanh nói dù sao cháu cũng đã nhắc cậu rồi tự cậu bảo vệ mình cho tốt cháu đi đây lâu doanh báo tin xong rồi thật sự rời khỏi bạch phi minh nói câu đại ca lệ chú nhớ bảo trọng rồi cũng quay người rời khỏi đám người địa sát trà trộn vào bệnh viện tự nhiên gây ra chú ý sau khi tô yên từ trong miệng lâu doanh biết được chuyện người địa sát trà trộn vào bệnh viện mới muộn màng nhận ra lúc đó không phải cô bị ảo giác mà thật sự có người theo dõi cô Cô cảm thấy đám người địa sát này chưa chắc đến ám sát Lệ Quốc Minh. Nhưng mà trước đó Lục Cận Phong nói hồ ly của địa sát đã bị xử lý, vậy còn ai có thủ với cô nữa? Tô Yên không muốn nói ra suy đoán của mình, cô sợ sẽ khiến Lục Cận Phong càng thêm hoang mang, nếu anh biết đám người địa sát vì cô mà đến, chắc chắn tinh thần sẽ luôn căng thẳng cao độ, một bước không rời. Có Lâu Doanh và Bạch Phi Minh, Tô Yên cũng không quá lo lắng cho an nguy của mình. Những ngày tiếp theo Tô Yên luôn bận biểu với chuyện của Thiên Lang, kỳ lạ thay Lương Văn Dũng và Ngô Sở Long cũng cực kỳ yên thân. Chuyện khác thường ắt có điểm kỳ quái. Nội tâm Tô Yên vô cùng lo sợ, luôn cảnh giác cao độ, nhưng chuyện rồi cũng sẽ đến. Tối hôm đó, khí trời chợt oi bức lạ thường. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh vẫn chưa trở về, trong lòng Tô Yên hoảng sợ mãnh liệt, nên xuống lầu tìm Lục Cận Phong. Lục Cận Phong đang nấu đồ ăn khuya cho Tô Yên, thấy cô mặc bộ đồ ngủ mỏng manh đi ra, lập tức trách mắng, buổi tối lạnh, sao em lại mặc ít như thế? Nói rồi, Lục Cận Phong mặc áo khoác của mình lên cho Tô Yên. Có phải đói bụng rồi hay không? Anh nấu vài thứ cho em, cũng sắp chín rồi. Những ngày này, Lục Cận Phong khóc lóc van nài muốn được sống ở đây, mỗi ngày đều hầu hạ Tô Yên ăn uống, dù ngoài miệng cô vẫn không tha thứ, nhưng quan hệ của hai người cũng dần dần trở nên dịu xuống không ít. Tôi nóng đến nổi vào mồ hôi, lạnh chỗ nào. Thể chất của phụ nữ có thai thường dễ nóng hơn nhiều so với người bình thường. Vậy cũng phải mặc thêm, vừa nóng vừa lạnh rất dễ bị cảm." Lục Cận Phong bá đạo nói. "Anh còn rông dài hơn cha tôi nữa." Tô Yên bĩu môi, nói, "Lâu Doanh và Phi Minh còn chưa trở lại, chắc không có chuyện gì đâu nhỉ. Sức chiến đấu của các cô ấy mạnh như thế, em sợ là phải lo lắng xem người ta có xảy ra chuyện hay không, chứ không phải hai người bọn họ." Lục Cận Phong vừa dứt lời, đội nhiên xoảng một tiếng chiếc việt giã trực tiếp đập vỡ cửa sổ thủy tinh tiến đến đâm thẳng về hướng tô yên không có ý dừng lại tất cả đến quá đột ngột tô yên lại đứng cách cửa sổ không xa hoàn toàn ngây người tô yên tim lục cận phong nhảy đến tận cổ cấp tốc phi qua ôm lấy tô yên né đi xe việt giã đâm vào bức tường phía sau trên tường bị đâm thành một lỗ lớn từ xe việt giã lập tức có mấy người đàn ông che mặt đi xuống tên cầm đầu nói ngài lục cô tô đại ca của chúng tôi muốn mời hai người đến uống chén trà cách mời khách của địa sát các người đúng là đặc biệt lục cận phong cười lạnh đại ca tần chỉ phái mấy người tới đây có phải quá xem thường ám giả của tôi mấy người chúng tôi là đủ rồi người địa sát không nói nhảm nữa mà trực tiếp động thủ lục cận phong lấy một địch bốn hô to với tô yên tô yên chạy nhanh cô cũng muốn chạy lắm nhưng chân nhũn ra rồi Tên cầm đầu khóa chặt mục tiêu là Tô Yên, muốn đi bắt cô. Nhưng lại bị Lục Cận Phong nắm lấy bả vai, kéo người lại, Tô Yên nói: "Lục Cận Phong, anh giải quyết trước đi." Nói xong liền co giò chạy. Cô ở lại, chỉ khiến cho Lục Cận Phong phân tâm, trở thành gánh nặng cho anh mà thôi. Có Lục Cận Phong chặn những người kia lại, Tô Yên thuận lợi chạy ra khỏi biệt thự, lập tức gọi điện cho Lâu Doanh. Điện thoại kết nối, trong loa truyền đến tiếng thở hồng hộp của Lâu Doanh hẳn là vừa chạy vừa nghe chị, em đang gặp một chút phiền phức, chị ngủ trước đi, đừng lo cho em. Tô Yên, đúng lúc, bên chị cũng gặp chút phiền phức, người địa sát xông vào trong nhà. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đồng thời gặp phải phiền phức, dùng đầu ngón chân cũng biết được, đây là cái điệu hổ ly sơn. Lâu Doanh giật mình, xít, người địa sát cũng thật nham hiểm, bọn chúng có mấy người? Năm người. Chỉ có năm người thôi à, một mình lục cận phong là đủ rồi. Lâu Doanh vừa dứt lời, Tô Yên lập tức cảm thấy mát lạnh ở cổ, một cây dao đang nằm trên cổ cô. Chân Tô Yên run lên, nói với Tô Doanh trong điện thoại, bây giờ đang có một thanh dao chĩa vào cổ của chị, em cảm thấy Lục Cận Phong còn có thể thắng được không? Lâu Doanh, đừng nói năm người, cho dù 10 người, người, thậm chí là vài chục người đi nữa, Lục Cận Phong cũng có thể dễ dàng thoát thân, nhưng nếu bên cạnh còn thêm một Tô Yên nữa, thì chắc chắn Lục Cận Phong trực tiếp chịu thua vô điều kiện. Tô Yên dập máy, ánh mắt quét đến người đứng sau lưng cô, vẻ mặt ngạc nhiên. Cô vẫn còn sống. Chương 208, Trần Tố Anh nhớ đến Hạ Vũ Mặc và Hạ Phi là con trai của Lục Cận Phong. Cầm dao chĩa vào Tô Yên là một người phụ nữ, đeo mặt nạ hồ ly. Chính miệng Lục Cận Phong nói địa sát hồ ly đã bị xử lý, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Tần Nhã Hân cười lạnh, người của địa sát, mỗi người đều có thể trở thành hồ ly. Tô Yên đã hiểu. Hồ ly chỉ là một tên gọi. Không có hồ ly này thì có hồ ly khác kế nhiệm, thậm chí còn có mấy chục mấy mấy trăm. Mà hồ ly bị Lục Cận Phong xử lý, không hẳn là người mà lần đầu tiên ám hại cô. Dưới lớp mặt nạ, không ai biết đã thay bao nhiêu người. Cũng giống như bây giờ, cô chẳng thể nào biết dưới tấm mặt nạ này là ai. Tô Yên bình tĩnh lại, bất đắc dĩ nói, tôi với địa sát các người không thù không oán, sao cứ luôn nhắm vào tôi không tha? cô đụng phải người không nên đụng đáng chết lời này nghe rất quen lần đầu tiên lúc tô yên gặp phải hồ ly của địa sát đối phương cũng đã nói như thế chỉ là giọng nói không giống nhau mà thôi vừa nhìn qua đã thấy chiều cao khác xa nhau tô yên xác nhận xong người này không phải người trước kia hại cô nhưng có thể nói ra lời giống vậy hơn nữa ngữ điệu còn mang theo ghen ghét mãnh liệt điểm này khiến cô rất thắc mắc cô cũng thích lục cận phong Tần Nhã Hân giữ tợn nói, anh ấy không thuộc về cô, cô không xứng được đứng bên cạnh anh ấy. Vậy cô có thể thả tôi ra được rồi, tôi và anh ấy đã chia tay, và anh ấy cũng có người khác rồi. Khuôn mặt Tô Yên vô cùng bình tĩnh, âm thầm nghĩ cách thoát thân. Tô Yên, tôi biết cô có ý đồ gì, tốt nhất cô hãy nhanh chóng vứt đi suy nghĩ chạy trốn, nếu không, tôi sẽ khiến cô không thấy mặt trời ngày mai. Thanh dao trong tay Tần Nhã Hân đang chĩa vào cổ Tô Yên, cố ý dụng lực, Lưỡi dao sắc bén cứa vào da, máu bỗng chốc tuôn ra. Tô Yên rên lên một tiếng, lạnh lùng cười nói, "Hiểu tôi như vậy sao? Tôi thân với cô lắm hả? Chị em này, chúng ta đã từng gặp nhau hả? À? Vì một tên Lục Cận Phong mà có thù hằn lớn đến thế, này cũng quá mức rồi." "Cô đừng có nhanh mồm nhanh miệng với tôi, Tô Yên, cô không thể nào biết được trong lòng tôi Lục Cận Phong quan trọng đến mức nào đâu, anh ấy là tất cả của tôi." giọng điệu tần nhã hân lộ rõ vẻ nóng nảy điên cuồng. Tô Yên thở dài một hơi, xem một người đàn ông là tất cả của mình, thật sự rất đáng buồn đấy. Tô Yên tôi muốn loại đàn ông nào mà chẳng có, sao cứ nhất định phải tranh với cô. Cô không yêu lục cận phong, tần nhã hân ngạc nhiên, thấy Tô Yên ra vẻ thờ ơ, không đoái hoài nói, do cô sợ chết, nên mới nói vậy phải không? Nói nhảm gì đấy, ai không mà không sợ chết, so với lục cận phong, tôi càng yêu bản thân hơn. Tô Yên nhếch mép, mạng không còn, thì nói gì đến phong hoa tuyết nguyệt. Tần Nhã Hân tức giận nói, tôi biết cô là loại phụ nữ vô tình, cô không xứng với với anh ấy. Tô Yên đột nhiên nhìn sang bên cạnh gọi, lục cận phong. Tần Nhã Hân mắc lừa, quay người nhìn, Tô Yên thừa cơ đánh rơi thanh dao trong tay Tần Nhã Hân, nhanh tay lột mặt nạ xuống. Tần Nhã Hân theo phản xa giữ mặt nạ lại, nhưng sao có thể giữ lại được, dưới ánh đèn đường, Tô Yên nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của cô ta. Tần Nhã Hân, sao lại là cô? Trong lòng Tô Yên cực kỳ ngạc nhiên, cô là người của Địa sát. Tần Nhã Hân cũng họ Tần, cộng thêm với suy đoán trước kia, Tô Yên chợt hiểu ra. Chị em hai người đều là người của Địa sát, các cô có quan hệ gì với Tần Trấn Lâm? Việc đã đến nước này, Tần Nhã Hân cũng không che giấu nữa, tôi là con gái của Tần Trấn Lâm, Tô Yên, lần này cô không thoát được đâu, cha tôi bảo chúng tôi mời cô đến nhà họ Tần làm khách. Tô Yên nhanh chóng hiểu, chúng tôi, trong miệng của Tần Nhã Hân là ai? Tô Yên quay đầu nhìn, không biết bốn tên áo đen đã đứng sau lưng từ lúc nào. Dù chắp cánh cũng khó bay. Nếu là trước kia, chắc chắn đánh cược một lần, nhưng bây giờ đã có con, cô không dám. Chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói. Yên yên. Lục cận Phong giải quyết năm tên trong nhà xong, lúc chạy ra đúng lúc thấy Tô Yên bị mang lên xa, còn Tần Nhã Hân thì đứng một bên cửa xe, Tần Nhã Hân nở nụ cười hồn nhiên ngây thơ, anh Cận Phong, lên xe đi, cha em mời anh đến làm khách. Lục Cận Phong không sợ hãi chuyện Tần Nhã Hân là người của địa sát, và lại anh cũng chẳng quan tâm. Lục Cận Phong nhìn Tô Yên ngồi trong xe, chỉ có thể chấp nhận chịu chói. Đôi mắt của hai người đều được dùng vải đen che kín, tay chân đều bị chói, nhét vào trong xe, trên đường đi, xe sóc này, Tô Yên liền tựa vào ngực của Lục Cận Phong, như vậy sóc này sẽ giảm đôi phần. Tô Yên hỏi, anh biết bọn họ muốn dẫn chúng ta đi đâu không? Hang ổ của đại sát không ở đây, trước đó tôi tra được đây là phân bộ của bọn họ, nhưng không nắm được vị trí cụ thể. Năng lực làm việc của ám dạ như thế là không được. Tô Yên độc miệng nói, Lục Cận Phong, đào hoa của anh thối thế, trêu một người còn chưa tính, thế mà còn là hai chị em một lần. Lục Cận Phong dở khóc dở cười, Yên Yên à, tôi đẹp trai phong lưu phóng khoáng như vậy, có tiền như vậy, trêu vào một hai đóa đào hoa vậy quả là không bình thường, ít nhất phải là một rừng đào hoa đó mới phải. Tô Yên tức giật, lục cận phong, đầu gối của anh không còn đau nữa đúng không? Tiếp theo cùi trỏ của Tô Yên khuyệt vào đầu gối của lục cận phong. Yên yên à, đau quá. Lục cận phong ngoài miệng thì than đau, nhưng trên mặt lại cưng chiều vô hạn, cho dù tần chân lâm đưa ra điều kiện vô lại đi chăng nữa, nếu có thể để cho mẹ con ba người các em bình an, tôi đều chấp nhận. Như vậy thật không có cốt khí, nếu bắt anh phải hai cưới chị em kia. Không thể nào, cả cuộc đời tôi chỉ xem một mình em là vợ. Hai người sắp lại gần nhau, Lục Cận Phong cọ cằm của mình lên đỉnh đầu của Tô Yên, nói Yên Yên, tha thứ cho tôi nhé. Vậy phải xem biểu hiện của anh, có điều biểu hiện của anh bây giờ, cách ngày hợp lại còn xa lắm. Lục Cận Phong cười, thời gian còn dài. Sốt ruột Tô Yên cũng tha thứ, trong lòng Lục Cận Phong nhẹ nhõm hơn nhiều xe chạy băng băng trong đêm tối cùng lúc đó trong bệnh viện đế đô mí mắt trần tố anh nháy liên tục thế nào cũng không ngủ được mẹ con liền tâm trần tố anh gọi điện cho lục cận phong nhưng điện thoại của anh đang nằm trong trạng thái tắt máy nội tâm trần tố anh rất lo sợ bà ấy dứt khoát xuống giường ra hành lang đi dạo sau khi lục cận phong rời khỏi đế đô thì tần nhã đan vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc bà tối này không biết tần nhã đan đã đi đâu Trần Tố Anh đi vòng vòng trong bệnh viện, đang lúc chuẩn bị trở lại, thì thấy bóng dáng Trần Nhã Đan đi vào lối phòng cháy. Nhã Đan, Trần Tố Anh gọi, nhưng Tần Nhã Đan không hề nghe thấy, vì cô ta đang nghe điện thoại. Trần Tố Anh bèn bám theo, đúng lúc nghe thấy Tần Nhã Đan nói, tội yên và lục cận phong đều bị bắt đi. Con đã nói với cha rồi, không được phép tổn thương một sợi tóc của lục cận phong, cha lập tức thả anh ấy ra cho con. Cha, con không quan tâm cha lên kế hoạch gì, nhưng tuyệt đối không thể động vào lục cận phong, năm đó con đã giúp cha một lần, thiếu chút nữa đã hại chết lục cận phong, cũng làm cho ám giả tổn thất nặng nề. Lần này nhất quyết không được, khi đó cha đã hại chết cha của lục cận phong. Trong lòng Trần Tố Anh ngạc nhiên không thôi, không cẩn thận đụng phải thùng rác sau lưng, làm phát ra tiếng động, kinh động đến tần nhã đan. Ai? Tần nhã đan quát một tiếng chói tai, lúc thấy rõ là Trần Tố Anh, thì cảm thấy trột dạ sao bác lại ở đây. Nhưng lời vừa rồi của con là có ý gì? Con trai của mẹ có phải đã xảy ra chuyện rồi hay không? Vụ tai nạn lúc trước của chồng mẹ đều là do các người hại. Có đúng không? Mặc dù Trần Tố Anh nghe không hiểu, nhưng bà nghe thấy tin Lục Cận Phong bị bắt. Bác gái, lúc nãy bác nghe lầm rồi, để cháu dìu bác trở về phòng nghỉ ngơi. Nếu con không nói rõ ràng cho mẹ, mẹ sẽ lập tức gọi điện cho con trai mẹ. Nói rồi, Trần Tố Anh vờ lấy điện thoại ra gọi cho Lục Cận Phong, nội tâm Tần Nhã Đan cuống lên, giật lấy điện thoại, quát, đừng gọi. Con trả điện thoại lại cho mẹ, Trần Tố Anh giơ tay muốn giật lấy. Trong lúc hai người đang tranh chấp, Trần Tố Anh bỗng nhiên kêu cứu mạng, Tần Nhã Đan cuống cuồng, cầm lấy bình chữa cháy đánh lên đầu của Trần Tố Anh. Lúc Trần Tố Anh ngã xuống, bà nhìn thấy Tần Nhã Đan, tựa như nhìn thấy Tô Vân người trước kia đã từng hại bà cảnh tượng này so với lúc trước chẳng khác nhau là mấy. Rất nhiều đoạn ký ức lấp lóe trong đầu, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh Tô Vân cướp đi báo cáo giám định lục cận phong và hai đứa trẻ là cha con ruột thịt. Bà đã nhớ ra hết mọi chuyện. chương 209, bị cướp đi làm áp trại phu nhân. Nhìn Trần Tố Anh ngã xuống đất, đáy mắt tần nhã đan thoáng lộ vẻ hốt hoảng, rất nhanh đã chấn định lại. Tần nhã đan đưa tay ra dò thử hơi thở của Trần Tố Anh, vẫn còn thở bác gái, cháu đi gọi bác sĩ cho bác ngay đây. Tần nhã đan buông bình chữa cháy xuống, cô ta đi được hai bước, đột nhiên lại dừng lại. Trần Tố Anh đã nghe được những chuyện không nên nghe, một khi để Lục Cận Phong biết thì cô ta và Lục Cận Phong sẽ không còn khả năng gì nữa. Nghĩ đến đây, Tần Nhã Đan lại do dự. Không, không được, cháu không thể cứu bác. Tần Nhã Đan lầu bầu lẩm bẩm một hồi, đúng lúc này cô ta lại thấy bóng dáng vạn nhất chạy sang bên này, cô ta không chút do dự chạy về phía cửa cầu thang bộ. Vạn nhất cùng đi với Sa Thành Nghị, đầu tên hai người đi vào phòng bệnh, không tìm được người, lúc này mới ra ngoài tìm Trần Tố Anh. Vạn nhất tinh mắt, nhìn thấy Trần Tố Anh ngã nằm trong lối phòng cháy chữa cháy, vội vàng chạy tới, gì Trần. Vạn nhất đỡ người dậy, mới nhìn thấy sau gáy Trần Tố Anh bị thương, vết thương đã khép miệng trước đó lại chảy máu. Sắc mặt vạn nhất nghiêm trọng, Sa Thành Nghị, nhanh. Sa Thành Nghị ngồi xổm xuống, đưa tay đẩy mí mắt của Trần Tố Anh lên, quan sát con người của bà một chút, lập tức đưa tới phòng giải phẫu. Hai người vội vàng đưa người vào phòng phẫu thuật, chuyên gia khoa não trong bệnh viện đều bị gọi tới, cùng nhau hỗ trợ Sa Thành Nghị làm phẫu thuật cho Trần Tố Anh. Vạn nhất chờ ở cửa phòng phẫu thuật, cũng chính vào lúc này, điện thoại di động của anh ta reo lên, người ở đầu dây bên kia nói, anh Vạn, đại ca Lục bị bắt rồi. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh từ bỏ chuyện gây phiền phức cho người khác, quay trở lại biệt thự, nhìn thấy nhà bị đục lỗ lớn, cả Lục Cận Phong và Tô Yên đều không thấy đâu, cũng đủ biết hai người đã bị bắt đi. Lâu Doanh gọi điện thoại cho Lệ Quốc Minh, "Cậu, chị bị người của địa sát bắt đi rồi." Cùng lúc đó, ở khu nhà nào đó, xuyên qua đường mòn trong rừng, Lục Cận Phong và Tô Yên bị che mắt đưa vào trong một ngôi biệt thự, hai người bị giam trong một cái lồng sắt lớn. Chốc lát sau, lục cận phong lại bị người đưa đi trong lồng sắt chỉ còn lại mình tô yên tô yên nương theo lồng sắt ngồi xuống không làm loạn cũng không lên tiếng rất im lặng lục cận phong bị đưa đi được một lát thì cô nghe được tiếng bước chân tới gần người nọ nhanh chóng đứng ở sau lưng cô một luồng hương nước hoa phả vào mặt tần nhã hân cô đúng là rất thông minh tần nhã hân đưa tay tháo miếng vải đen trên mắt tô yên ra nhìn cô bị giam trong lồng sắt lớn quả thực khiến cho người ta cảm thấy hả dạ không phải nói Tần chấn Lâm mời chúng tôi đi làm khách hay sao, vậy mà chỉ mang Lục Cận Phong đi, làm sao? Các người làm vậy là xem thường đàn bà à? Vội đi chịu chết như vậy hay sao? Tần Nhã Hân cười nhạt. Đừng có vội, rất nhanh sẽ tới phiên cô. Ánh mắt bình tĩnh của Tô Yên nhìn Tần Nhã Hân mà không nói lời nào. Tần Nhã Hân bị nhìn chằm chằm, có chút không được tự nhiên, cô ta cau mày, cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm gì? Tại sao lại không nói chuyện? nói nhảm, nơi này chỉ có hai người chúng ta, tôi không nhìn cô chầm chầm thì nhìn ai. Ngoài ra, cô cũng không thích tôi nói chuyện, tôi sợ một lát nữa cô sẽ nổi giận. Cô, Tần Nhã Hân rất ghét bộ dạng lạnh nhạt của Tô Yên, cô không sợ chút nào sao? Bị bắt mà vẫn phách lối như vậy. Tô Yên nhún vai, tôi sợ cái gì? Nếu các người dám động thủ với tôi, cũng không cần tốn nhiều công sức bắt chói tôi tới đây. Tần Nhã Hân hung dữ nói, Tô Yên, Cô đừng tưởng rằng tôi thực sự không dám làm gì cô, cô có biết gương mặt đó của cô khiến người ta chán ghét đến mức nào không, vô số lần tôi hận không thể xé nát mặt cô. Tô Yên cười, rõ ràng cô bị nhốt ở trong lòng nhưng cũng không lộ dù chỉ là một chút khiếp sợ. Tôi thực sự rất thích cái dáng vẻ không ưa tôi nhưng lại không thể đụng đến tôi của cô. Tô Yên, mày, con khốn này. Tần Nhã Hân bị kích thích đến giận run lên, cô ta cũng không áp chế được lửa giận trong lòng, mở lòng sắt ra đi vào trong giơ tay lên cho Tô Yên một cái bạt tai. Cái tát này quá lợi hại, mặt cô nóng hừng hực, nhanh chóng đỏ lên. Tô Yên khắc chế lại cảm xúc, nói, nhìn xem, bị tôi nói chúng rồi, nói nhiều hơn hai câu là đã chọc tức được cô, người chịu thiệt vẫn là tôi. Ở trước mặt Tần Nhã Hân, cô không hề để lộ sự tức giận của mình. Mà tính thế hiện tại cũng không cho phép cô phách lối. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, Tô Yên luôn hiểu rõ đạo lý này chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng cô và đứa trẻ đều không sao ăn một cái tát thì đáng gì số nợ này cô sớm muộn sẽ trả lại tần nhã hân ai bảo cô chiếm đoạt anh cận phong động vào người của tôi cô đáng chết tần nhã hân nhìn tôi yên là lại tức giận cô tần nhã hân lần này cô thực sự đã hiểu lầm tôi rồi tôi và lục cận phong thực sự đã chia tay chị cô đã làm chuyện gì với lục cận phong cô không phải không biết trong mắt tôi yên tôi mãi mãi không được có cặn cả đàn ông mà người khác đã chạm qua, tôi yên tôi sẽ không muốn nữa. Tô Yên bất đắc dĩ nói, nếu cô không tin tôi có thể thề, nếu tôi lừa cô, tôi ra cửa bị xe cán. Tô Yên chưa bao giờ tin mấy cái lời thề độc này, nguyền rửa đôi câu cũng sẽ không ám vào người nguyền rủa thật đâu. Tô Yên trưng ra bộ dạng thề độc rất chân thành, Tần Nhã Hân thực sự có hơi tin tin, cô nói cô đã chia tay anh Cận Phong, vậy tại sao hai người lại vẫn ở chung một chỗ? Tô Yên, cô đừng tưởng rằng có thể lừa gạt tôi. Chuyện này thì phải đi hỏi Lục Cận Phong, dù sao cũng là tôi đơn phương chia tay. Tô Yên lại dùng giọng chân thành, sâu xa nói, thật ra tình địch lớn nhất của cô không phải là tôi, cô thích Lục Cận Phong, chị cô cũng thích, cô cũng không thể để Lục Cận Phong đồng thời cưới cả hai chị em cô đúng chứ. Thực ra tôi cảm thấy cô rất ngốc nghếch, cô làm tất cả những chuyện xấu, cuối cùng chỉ khiến Lục Cận Phong ghét cô, để tần nhã đan ngồi không ngư ông đắc lợi. Tô Yên bắt đầu ly gián Tần Nhã Hân và Tần Nhã Đan. Cô suy nghĩ thật kỹ xem, đổi thành cô là lục cận phong bị trói đưa tới đây hư vậy mà vẫn còn có thiện cảm hay sao? Ngoài ra, tâm tư của cô, sợ là chị cô đã biết từ sớm, cô ta đang lợi dụng cô, mượn tay cô diệt trừ tôi, sau đó cô ta có thể thành đôi với lục cận phong rồi. Lời Tô Yên khiến một tia biểu cảm khác thường thoáng qua gương mặt Tần Nhã Hân, cô ta hừ lạnh một tiếng, một người chẳng còn sống được bao lâu thì tranh với tôi thế nào? Nghe vậy, trong lòng tôi yên khẽ rúng động. Mạng của tần nhã đan không còn được bao lâu. Cô nhớ tới chuyện tần nhã đan bị tức đến té xỉu lần trước, tần nhã đan từng làm phẫu thuật tim, chẳng lẽ cô ta chẳng còn sống được bao lâu là thật. Cứ coi là vậy thì cô cũng không thể chờ chị cô chết rồi lại gả cho anh rể mình được, nhặt đàn ông của chị mình, chuyện này nếu như bị truyền ra ngoài, người khác sẽ nói cô là thế thân của chị cô. Tôi không phải là thế thân, tâm trạng của tần nhã hân vô cùng kích động mọi mặt của tôi đều mạnh hơn chị, anh Cận Phong nhất định sẽ thích tôi, ba tôi đã đồng ý với tôi, nếu anh Cận Phong không lập gia đình với tôi vậy anh ấy vĩnh viễn đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi chỗ này. Vậy ra Lục Cận Phong bị trói tới đây làm áp trại phu nhân. Tô Yên chẳng ghen chút nào, thậm chí còn thoải mái nói, vậy thì phải chúc mừng cô rồi, đã thể tôi ở đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chẳng bằng thả tôi ra, cô yên tâm, tôi tuyệt đối không tới cướp chồng. Tần Nhã Hân bất ngờ bật cười, nụ cười kia lộ ra phần không có ý tốt, tội yên, tôi cũng rất muốn thả cô, nhưng ba tôi không cho. Tôi không quen biết ba cô, tôi chỉ vừa mới tiếp quản thiên lang chưa được mấy ngày, ba cô muốn tìm thì hẳn là nên đi tìm lệ quốc minh, bắt tôi làm gì chứ. Nếu lệ quốc minh có ở chỗ này chắc chắn sẽ bị chọc tức tới xanh mặt. Đứa cháu gái nào của ông cũng không đáng tin. Câu nói tiếp theo của Tần Nhã Hân thiếu chút nữa thì dọa tội yên ngất đi chương 210, tình nguyện cô giao tự thiến. Cha tôi coi trọng cô, muốn cưới cô làm vợ nhỏ. Cái gì cơ? Tô Yên trợn mắt há hốc mồm, khóe miệng co rút một cái, cha cô muốn trâu già gặm cổ non. Tôi cũng không thể đồng ý được, hơn nữ, tôi ngay cả dáng vẻ của cha cô ra sao cũng không biết, ông ta nói cưới là cưới, tuổi cũng đáng tuổi cha người ta, đầu ông ta bị sao vậy chứ? Tô Yên thực sự rất kinh ngạc, hai cha con này đúng là hổ phụ sinh hổ tử, Tần Nhã Hân cướp Lục Cận Phong làm chồng, Tần Trấn Lâm lại muốn cưới cô. Đây không phải là đang chọc cười người khác hay sao? Sắc mặt Tần Nhã Hân hơi trầm xuống, "Sao? Cha tôi vừa ý cô, đó là phúc khí của cô, cô còn không muốn lấy hay sao?" Tô Yên cười nhạt, "Cô muốn gọi tôi làm mẹ kế đến mức như vậy sao?" "Cô?" Tần Nhã Hân lại bị chọc tức. Đúng vào lúc này, một người đàn ông có vết sẹo trên mép đi tới, "Cô hai, đại ca Tần bảo tôi đưa cô Tô qua đó." vừa nghe Tần Trấn Lâm đòi người, Tần Nhã Hân khoát tay, đưa đi đi, đúng rồi, Lục Cận Phong đang ở đâu? Ở trong phòng khách, người đàn ông nói, đại ca Tần nói để ngài Lục nghĩ thật kỹ, bất cứ ai cũng không thể đi vào trong. Tần Nhã Hân cau mày, anh ấy cự tuyệt cha tôi. Người đàn ông trần trừ, ừ, ngài Lục dù có chết cũng không theo, còn nói nếu như phải cưới cô hai, vậy anh ta, anh ta sẽ... Sẽ làm gì? Tần Nhã Hân không kịp chờ đợi hỏi tô yên cũng rất tò mò lục cận phong làm thế nào để từ chối tần chấn lâm người đàn ông nói sẽ rút dao tự thiến phụt tô yên không nhịn được mà cười ra thành tiếng cô cũng không nghĩ tới lục cận phong thực sự quá tuyệt rút dao tự thiến để không cần phải cưới tần nhã hân sắc mặt tần nhã hân khó coi đến cực điểm hung hăng trợn mắt với tô yên tô yên lập tức thu lại nụ cười nhưng vẫn không nhịn được cười châm biếm chuyện này thực sự không thể trách tôi cô hai tần, chuyện này thực sự là, thực sự là quá buồn cười. Tần Nhã Hân cả giận nói, đưa cô ta qua cho cha tôi, tôi xem cô còn cười được không. Dạ cô hai, người đàn ông lập tức lôi tô yên từ lồng sắt ra ngoài. Ngôn tình hài, Tần Nhã Hân cúi người ghé sát tai tô yên nói một câu, đúng rồi, nhắc nhở cô một câu, tính khí của cha tôi không được tốt, đối xử với đàn bà cực kỳ thô bạo, những người đàn bà trước kia của cha tôi đều không chịu nổi sự ngược đãi của ông ấy mà tự tử. Tô Yên tự mặc niệm cho bản thân 3 giây. Hóa ra là một tên biến thái. Cô chỉ có thể cầu nguyện Lục Cận Phong bên kia nhanh chóng thoát ra được hoặc Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đi nhanh, nếu không cô thực sự phải gửi thân lại đây. Tô Yên bị đưa đi, Tần Nhã Hân liếc nhìn thời gian rồi tới phòng bếp, người giúp việc đang nấu đồ ăn đêm. Tối nào Tần Trấn Lâm cũng sẽ ăn khuya, chuyện này đã thành thói quen người giúp việc thấy tần nhã hân tới cung kính gọi một tiếng cô hai tần nhã hân liếc nhìn thức ăn đêm đã nấu xong trong nồi đưa ra một bọc thuốc rồi nói đợi một lúc nữa rồi bỏ vào nồi đúng rồi đưa một bát tới phòng cha tôi rồi đưa thêm một chén tới cho ngài lục cô hai cái này người giúp việc có phần không dám nhận thuốc sợ cái gì cái này không phải thuốc độc chẳng lẽ tôi còn có thể hại cha tôi hay sao tần nhã hân nói những thuốc này chẳng qua là trợ hứng cho cha tôi mà thôi Người giúp việc hiểu ra, dạ, cô hai. Phòng ngủ lớn nhất trên tầng 3. Hết sức xa hoa, trong phòng bầy không ít châu báu đồ cổ, món nào món nấy giá trị liên thành. Trên giường bầy đầy đồ bằng vàng, ngoài ra còn có rất nhiều tiền giấy cổ trên nền đỏ thấm, ngay cả mặt đất cũng dán toàn giấy bạc. Cả phòng sáng long lanh. Ấn tượng đầu tiên của Tô Yên khi đi vào gian phòng này chỉ có một chữ, đắt người đàn ông trung niên mặc đồ nhà đường đứng bên cạnh giá đồ cổ đang tỉ mỉ lau chùi một bình hoa cổ tô yên chưa từng gặp tần trấn lâm nhưng cô nhìn một cái là đoán được người này chính là tần trấn lâm tùy ý ngồi xuống đi đừng cẩn trọng quá tần trấn lâm quay sang chỗ tô yên rồi cúi đầu lau bình hoa cô có thể nói được cái bình hoa trong tay tôi thuộc về triều đại nào tiền ở chỗ này mặc cho cô cầm hết Tô Yên liếc nhìn bình hoa cách mấy thước có một cảm giác quen thuộc nhưng mặt vẫn tỉnh rụi nói tôi không có hứng thú với tiền. Cô cũng không nghe lời như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người nói không có hứng thú với tiền. Tần Trấn Lâm ngược lại lại cảm thấy hứng thú với những lời này của Tô Yên, ngẩng đầu lên, lúc ông ta thấy Tô Yên, trên mặt thoáng vụt qua vẻ khiếp sợ. Tô Yên đã quá quen thuộc với biểu cảm trên mặt Tần Trấn Lâm, cô từng thấy nó trên mặt Hoàng Sơn. Tô Yên tự biết mình có vẻ ngoài tương tự mẹ, Tần Trấn Lâm lại quen biết mẹ, nhất định ông ta đã nhìn cô thành mẹ cô. Tâm trạng Tần Trấn Lâm vô cùng kích động, cô tên là gì? Tô Yên không đáp mà còn hỏi ngược lại, đúng là một trò cười, ông bắt tôi tới nhưng không biết tên tôi. Tô Yên tạm thời chưa biết Tần Trấn Lâm có ân oán gì với mẹ cô hay không, cô cùng không dám tùy tiện nói mình là con gái của Lệ Uyển. Vẻ ngoài của Tần Trấn Lâm vẫn còn rất phong độ, hoặc là do được nuôi nấng tốt, nhìn cũng không già lắm, từ những đường nét của ông ta còn có thể nhìn ra lúc trẻ ông ta phong lưu hào phóng tới mức nào. Đúng là miệng lưỡi lanh lợi, Tần Trấn Lâm đặt bình hoa lên giá đồ cổ, một người không quan trọng chút nào, tôi cũng không cần biết tên cô, giá người quả thật không tệ, cũng khó trách tại sao có thể mê hoặc lục cận phong, khiến cho hai cô con gái của tôi buồn giàu. Nếu đã là người không quan trọng vậy Tần Lão Đại thả tôi đi. Ông xem xem, tuổi của ông cũng có thể làm cha tôi, chẳng thể để tôi làm vợ bé của ông thật đâu, để con gái ông gọi tôi là mẹ trẻ ơi, vậy thì ngại lắm. Thả, Tần Trấn Lâm cảm thấy buồn cười, người rơi vào trong tay Tần Trấn Lâm tôi có ai có thể toàn vẹn đi ra ngoài chứ, huống chi cô là người đàn bà của Lục Cận Phong, gây khó dễ cho cô đồng nghĩa với việc gây khó dễ cho xương sườn mềm của Lục Cận Phong, tôi sao có thể thả cô ra. Tôi yên trương ra biểu cảm bừng tỉnh, hiểu ra vấn đề, à, hóa ra là dựa vào thủ đoạn hèn hạ như lợi dụng đàn bà mới có ngày hôm nay. Hỗn xược, tần chấn lâm thẹn quá hóa giận. Tô Yên cười nhạt, giận rồi. Bị tôi nói chúng rồi. Tần chấn lâm kiềm chế lửa giận, nói cô nhìn xem ở đây bao nhiêu tiền như vậy, chỉ cần cô đi theo tôi, những thứ này cô tùy ý cầm. Đại ca tần, hai người chúng ta bàn bạc một chút đi, ông muốn thế nào mới có thể để tôi đi. Nếu như không có ý định với tôi, vậy thì không cần nói chuyện, nhưng nếu muốn để tôi làm vợ bé của ông thì tuyệt đối không thể nào, trừ phi ông giết chết tôi, minh hôn với tôi. Tô Yên lười nói nhảm. Tần Trấn Lâm nhìn chằm chằm Tô Yên một hồi, bất ngờ bật cười, giọng điệu này đúng là giống lục cận phong y như đúc, tôi nhớ hình như cô tên Tô Yên đúng không, tôi càng ngày càng có hứng thú với cô, cô vợ bé là cô tôi nhất định phải cưới. Tô Yên chơ cháo không cười, ông muốn kết hôn với tôi, chỉ sợ nửa đêm mẹ tôi bỏ từ dưới lòng đất lên tìm ông trò chuyện một chút. Tần Chấn Lâm tôi một tay khống chế địa sát chính là đạp lên xác người khác đi tới ngày hôm nay người sống tôi còn chẳng sợ nữa là người chết thật không? Tô Yên cười diếu cợt quyết định đánh cược một lần vậy nếu người này là Lệ Uyển thì sao? Lệ Uyển sắc mặt Tần Chấn Lâm thay đổi mạnh đã rất nhiều năm rồi ông ta chưa từng nghe lại cái tên này cô vừa mới nói cái gì? Lệ Uyển cô là gì của Lệ Uyển? Tô Yên đi tới trước mặt Tần Chấn Lâm cầm bình hoa trên giá lên, mới vừa rồi ông hỏi tôi, cái bình hoa đó thuộc về triều đại này, đây là hàng nhái hiện đại chất lượng cao, nếu như tôi nhìn không lầm đây cũng là cái mẹ tôi tự nung, khắp phòng này đều là đồ cổ quý giá, chỉ có duy nhất cái này là hàng giả, ông lại đặt nó ở đây, cái bình hoa này đối với ông mà nói hẳn là rất quan trọng. Tô Yên dừng một chút, nhìn về phía tần chấn lâm đang khiếp đảm nói, phải nói là người làm cái bình hoa này đối với ông mà nói, rất quan trọng. Cô là con gái của Lệ Uyển, Tần Trấn Lâm kích động không thôi, cô năm nay bao nhiêu tuổi? Sinh năm nào tháng nào? chương 211, Lục Cận Phong vung giao chặt tay. Câu hỏi này của Tần Trấn Lâm đột nhiên khiến Tô yên cảnh giác. Ông hỏi những điều này để làm gì? Chẳng lẽ ông có thể là cha của tôi sao? Mà tuyệt đối đừng là như vậy, tôi thực sự không muốn có thêm chị em cùng cha khác mẹ đâu, tôi bị ám ảnh. Tô Vân là nỗi ám ảnh khi bé của Tô Yên. Cũng đừng trách tội yên nghĩ như vậy, những bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà cô xem khi không có việc gì làm đều diễn như vậy. Tần Trấn Lâm vốn đang rất xúc động, nhưng khi nghe tội yên nói xong, đột nhiên cảm thấy có chút không biết nên trả lời như thế nào. Tôi chỉ hỏi thôi không làm gì cả. Tô Yên vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, dọa chết tôi rồi, ông hỏi thì cứ hỏi, đừng có làm người ta sợ vậy chứ, năm nay tôi 25, sinh vào tháng chạp âm lịch. 25, sinh vào tháng chạp âm lịch. Tần Trấn Lâm nhầm lại một lần nữa, nghiêng người sang một bên, nhìn chăm chăm vào lọ hoa, dường như nhớ lại phần ký ức nào đó, lẩm bẩm tính tình của cô ấy, vẫn ngoan cố như vậy. Mẹ tôi sao? Tô Yên ngay tập tức tò mò hỏi, ông chủ Tần, có phải ông thích mẹ tôi không? Nghe vậy, Tần Trấn Lâm đột nhiên cảm thấy như bị ai đó dẫm phải đuôi vậy, nhảy dựng lên, kích động nói, ai thích cô ấy? Cả đời Tần Trấn Lâm tôi muốn người phụ nữ nào chả có, mà lại đi thích người phụ nữ tự cao tự đại đó sao đúng là buồn cười em mờ thanh của tần trấn lâm rất lớn tôi yên xoa lỗ tai liếc nhìn tần trấn lâm một cái không thích thì không thích tôi chỉ hỏi thế thôi mẹ tôi đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy tính cách dịu dàng lại rất thông minh nói mẹ tôi tự cao tự đại đó là do ông bị mù không biết thưởng thức mà thôi bôi nhọ mẹ cô xin lỗi cô không thấy vui cái tính cách nóng nảy của mẹ cô dịu dàng cái gì thật là nực cười, đột nhiên tần chấn lâm như biến thành một người khác vậy, bắt đầu phàn nàn, làm nhảm, người phụ nữ như mẹ cô, tính cách vừa xấu lại rất ngoan cố, chẳng có một tí dịu dàng gì, chẳng cần cô nói, cái tính cách này của cô giống y hệt mẹ cô, hung dữ độc ác, mồm mép lanh lợi, giận dỗi vô cớ, đã ngoan cố lại rất bảo thủ, không tin thì cô kêu mẹ cô ra đây, chúng ta hỏi trực tiếp. Tô Yên nhẹ nhàng ngắt lời tần chấn lâm, mẹ tôi chết hơn 10 năm rồi, Ông muốn kêu tôi xuống dưới đó gọi bà ấy lên đây sao? Cảm xúc kích động của Tần Trấn Lâm giống như một chiếc máy đang hoạt động đột nhiên bị ngắt điện vậy, ngây người ra. Tôi yên lặp lại một lần nữa, vừa rồi tôi cũng đã nói, mẹ tôi qua đời rồi, tôi thì chắc khoảng 6-70 năm nữa mới có thể đi xuống dưới đó tìm mẹ tôi được, hay là ông có thể đi xuống trước để hỏi đó. Sao cô ấy lại chết? Mất một lúc lâu Tần Trấn Lâm mới lấy lại được giọng nói của mình. Chết vì bệnh sao cô ấy có thể chết được sao cô ấy có thể chết được cảm xúc của tần trấn lâm lại kích động lần nữa có chút điên cuồng sao cô ấy có thể chết trước tôi được cô ấy còn nói muốn xem tần trấn lâm tôi thất bại nên tôi đã dẫn dắt địa sát càng ngày càng phát triển tôi chính là muốn cho cô ấy xem lựa chọn của tần trấn lâm tôi là đúng cô ấy sao có thể chết được phản ứng của tần trấn lâm giống hoàng nam nhưng cũng có chút khác biệt tôi yên nhất thời đoán không ra giữa mẹ cô và tần trấn lâm có ân oán gì cảm thấy Tần Trấn Lâm có tình cảm khác đối với mẹ cô, nhưng cũng có chút oán hận trong đó. Tần Trấn Lâm đang cầm lọ hoa, nhìn nó với ánh mắt phức tạp, đột nhiên, lọ hoa vỡ vụn. Lệ Uyển, cả người Tần Trấn Lâm đột nhiên cứng đờ, một lúc lâu sau, mới từ từ ngồi xuống nhặt mảnh vỡ. Lúc mẹ cô sắp chết, có nói cái gì không? Hoặc là, có nhắc tới tôi không? Tần Trấn Lâm nhặt từng miếng mảnh vỡ lên, sắc mặt trong chớp mắt đã trở lại bình thường, giống như cái người điên cuồng kích động vừa nãy không phải ông ta vậy không có lúc đó tô yên đã ghi lại rồi cô rất chắc chắn mẹ cô chưa từng nhắc tới tần trấn lâm thật đúng là rất giống với tính cách của cô ấy tần trấn lâm dùng một miếng vải bọc hết những mảnh vỡ lại quay người đi về phía một chiếc kệ đồ cổ khác trong lúc ông ta đang quay người đi không biết có phải là ảo giác của tô yên hay không hình như cô nhìn thấy đôi mắt của tần trấn lâm hơi ướt đúng lúc này cánh cửa phòng vang lên. Ngài Tần, bữa ăn đêm đã sẵn sàng rồi. Tần Trấn Lâm nói, đưa vào. Người giúp việc bưng hai bát đồ ăn đem đi vào, rồi cung kính đi ra. Tần Trấn Lâm vứt xong những mảnh vỡ đó, đi tới ngồi xuống, này vẫn còn một phần nữa, cô thử xem. Tô Yên liếc mắt nhìn một cái, là canh ngọt. Mẹ tôi cũng thường xuyên ăn loại canh ngọt này. Nghe vậy, động tác trên tay của Tần Trấn Lâm ngừng lại, trong mắt thoáng qua một chút đau đớn. Tần Chấn Lâm bưng bát canh ngọt lên uống một hơi cạn sạch, ông ta cũng thường hay ăn loại canh ngọt này. Ông ta ăn xong, thấy Tô Yên không nhúc nhích, Tần Chấn Lâm nói: "Ăn đi, không có độc trong đó đâu." Tần Chấn Lâm cũng đã ăn hết rồi, thứ này chắc cũng không có vấn đề gì. Bởi vì đang mang thai, Tô Yên cũng thường hay ăn bữa khuya, vốn dĩ là tối nay lục cận phòng nấu đồ ăn khuya, nhưng cô chưa kịp ăn, đã bị bắt tới đây rồi. Hơi đói bụng rồi. Tô Yên cũng không bạc đãi chính mình, ngồi xuống ăn. Khi nào ông mới thả tôi đi? Tô Yên nghĩ ngay cả mẹ cô cũng nhắc tới rồi, Tần Trấn Lâm chắc sẽ nể tình mẹ cô, thả mình ra ngoài. Nhưng không ngờ, Tần Trấn Lâm lại nói, tôi quyết định rồi, tôi sẽ cưới cô về làm người vợ thứ bảy của tôi. Khủ khủ, Tô Yên bị sặc nước canh ngọt trong miệng, sao ông vẫn muốn cưới tôi? Ông cũng đáng tuổi làm cha người ta rồi, cũng không phải ông không cưới được mẹ tôi, là ông đi cưới tôi đấy chứ. Vậy chẳng khác gì tên biến thái. Ai nói tôi muốn kết hôn với mẹ cô? Tần Trấn Lâm phản ứng lại rất mạnh mẽ, "Tôi đã nói rồi, tôi không thích Lệ Uyển, tôi không bao giờ thích cô ấy." Tô Yên nhìn Tần Trấn Lâm đang cực kỳ tức giận, "Đàn ông các người cũng nói một đằng làm một nẻo như phụ nữ sao?" Tần Trấn Lâm nhìn chằm chằm Tô Yên, nhất thời không nói được câu gì. Tô Yên nói, nhìn cái phản ứng đó của ông xem, không phải đang giấu đầu lòi đuôi sao? "Tôi nghe chú tôi kể năm đó mẹ tôi đi tìm ông, sau đó thì rời khỏi thiên lang, tôi rất tò mò, năm đó đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến cho mẹ tôi phải mai danh ẩn tích tới đế đô sinh sống. Tần Trấn Lâm mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu, cô cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi, đợi sau khi chọn xong ngày, chúng ta lập tức kết hôn. Rồi đi ra ngoài. Này, tôi vẫn chưa nói đồng ý gả hay không. Đáp lại lời của Tô Yên là tiếng đóng cửa, Tần Trấn Lâm mang theo cơn tức giận rời đi. Trong phòng khách, một tay của Lục Cận Phong bị còng ở trên giường, Tần Nhã Hân bưng một bát đồ ăn khuya đi vào. "Anh Cận Phong, em mang canh ngọt đến cho anh này, anh qua đây nếm thử xem." Vẻ mặt Lục Cận Phong không chút biểu cảm kéo chiếc còng tay. Tần Nhã Hân lập tức nói, "Anh Cận Phong, vậy em đút cho anh ăn." Cô ta nhất định sẽ không thả Lục Cận Phong đi, một khi đã thả ra thì rất khó để bắt lại. Đừng lãng phí sức lực nữa tôi sẽ không kết hôn với cô đâu lục cận phong nhắm mắt lại không thèm nhìn tần nhã hân một cái không sao cả rồi anh sẽ đổi ý thôi tần nhã hân bưng bát canh ngọt lên trên tay cười nói anh cận phong bây giờ anh không đồng ý đó là bởi vì tô yên đã mê hoặc anh đợi sau khi tô yên kết hôn với cha em rồi anh cũng sẽ hồi tâm chuyển ý thôi nghe vậy lục cận phong mở mắt ra ánh mắt lạnh lùng giống như một con dao sắc bén Tần Trấn Lâm muốn kết hôn với Tô Yên. Đúng vậy, cha em rất thích Tô Yên đó, đúng rồi, vừa nãy cha em đưa Tô Yên về phòng của ông ấy rồi. Tần Nhã Hân múc một thìa canh ngọt, đưa lên miệng của Lục Cận Phong, anh Cận Phong, ăn một miếng đi. Cút ra, Lục Cận Phong đứng dậy, một tay đập nát bát canh ngọt trong tay Tần Nhã Hân, dùng lực kéo mạnh chiếc còng tay, lạnh lùng nói, mở ra. Anh muốn đi cứu Tô Yên sao? Anh Cận Phong, đừng mơ mộng nữa, anh nghĩ em sẽ để anh đi sao? em đã đi tới bước này rồi thì phải đi tới cùng, anh không muốn kết hôn với em, vậy anh sẽ bị nhốt ở đây vĩnh viễn, còn về phần Tô Yên, để em xem xem cô ta chịu đựng được mấy ngày, thủ đoạn của cha em, người trong giang hồ đều biết rất rõ." Vẻ mặt Lục Cận Phong lạnh lùng, các người dám động vào một sợi tóc của Tô Yên, tôi nhất định sẽ san phẳng địa sát của mấy người. Nhìn dáng vẻ Lục Cận Phong tức giận vì Tô Yên như vậy, Tần Nhã Hân căm hận nói, rốt cuộc Tô Yên đó có gì tốt chứ? em có chỗ nào không bằng chị, không bằng tô yên, anh có thể yêu bọn họ, tại sao lại không thể yêu em? anh càng yêu thương tô yên, em càng khiến cho hai người không thể ở bên nhau. cho dù có mất cả nhà họ tần, em cũng phải làm tô yên đau khổ. đúng rồi, bát canh ngọt này em cũng đã đưa sang cho tô yên và cha em một phần. em đã bỏ một ít thuốc kích dục vào đó, chắc bây giờ bọn họ cũng đã ăn hết rồi. dáng vẻ của tần nhã hân hoàn toàn giống với một kẻ bị tâm thần biên dại, nhưng trên đời này vẫn còn rất nhiều người điên hơn thế. Ánh mắt lục cận phong trầm xuống, hỏi lần cuối, có thả hay không? Không thả, tần nhã hân nắm lấy tay của lục cận phong, van xin, anh cận phong, kết hôn với em, có được không? Một tay lục cận phong giật tay của tần nhã hân ra, lấy con dao từ trong túi áo, giơ tay chém về phía bàn tay đang bị còng. chương 212, đường đường chính chính dở trò lưu manh. Tần Nhã Hân ý thức được Lục Cận Phong đang tính làm gì, sợ hãi đưa tay nắm lấy con dao. Không, cô ta nắm lấy con dao bằng tay không, con dao sắc nhọn trực tiếp cứa vào lòng bàn tay của cô ta, máu từ trong vết cắt trào ra, nhỏ từng giọt xuống đất. Trong mắt Lục Cận Phong thoáng qua một chút kinh ngạc. Anh Cận Phong, vì Tô Yên mà anh tình nguyện cắt đi cánh tay của mình sao? Trong lòng Tần Nhã Hân vô cùng hoảng sợ. Anh lo lắng cho Tô Yên như vậy sao? không ngại cắt đi cánh tay của mình cũng phải đi tìm Tô Yên. Lục Cận Phong lạnh lùng quát lên, buông tay ra. Nếu như không buông, đôi tay này của Tần Nhã Hân sẽ bị cắt đứt. Tần Nhã Hân càng nắm chặt dao, nhất định không buông, trong mắt hiện lên vẻ cứng đầu, em không cho phép anh vì thứ đàn bà hèn hạ Tô Yên đó làm làm thương chính mình đâu. Thấy máu chảy thành dòng từ trong lòng bàn tay của Tần Nhã Hân xuống đất, ánh mắt Lục Cận Phong trầm xuống anh dùng lực đâm con dao vào cánh tay một lần nữa mặt không biến sắc không chút do dự tay của tần nhã hân đau đến mức không thể dùng sức ngăn không nổi nữa vội vàng nói em tháo em tháo mũi dao dừng lại cách cách tay lục cận phong một cm tần nhã hân cướp lấy con dao hai bàn tay đầy máu nhìn lục cận phong gào lên anh điên rồi điên rồi lục cận phong cau mày lạnh lùng nói nếu cô ấy xảy ra chuyện gì tôi sẽ điên lên đó mở ra Tần Nhã Hân nhìn Lục Cận Phong vài giây, hít sâu một hơi, bảo em tháo ra cũng được thôi, kết hôn với em đi. Được, Lục Cận Phong đồng ý không chút do so dự. Trái lại thì Tần Nhã Hân lại kinh ngạc, lúc nãy thà rằng cắt tay của mình đi cũng không đồng ý, nhưng khi nghe Tô Yên gặp chuyện, vậy mà đồng ý nhanh như vậy. Rõ ràng là đã đạt được tâm nguyện rồi, nhưng Tần Nhã Hân lại không cảm thấy vui vẻ chút nào, đưa bàn tay đang run rẩy vì bị thương của mình ra lấy chìa khóa tháo chiếc còng tay, mặt không biểu cảm nói, phòng thứ hai bên trái ở lầu ba. Lục cận phong liếc nhìn bàn tay bị thương của tần nhã hân, nói một câu, mau đi xử lý vết thương đi. Lục cận phong thực sự không hề có ý quan tâm, tần nhã hân dùng tay không nắm lấy con dao ngăn anh lại, trong lòng anh ít nhiều vẫn có chút xúc động, đi băng bó lại miệng vết thương mà thôi, do anh cũng không muốn mắc nợ chút ân tình vừa nãy. Nhưng những lời này lọt vào tai của Tần Nhã Hân, giống như vừa ăn một viên kẹo vậy, ngay lập tức cảm nhận được vị ngọt ngào, cô ta say sưa nhìn Lục Cận Phong, cười nói, không đau. Lục Cận Phong cũng không nói nhiều, lập tức chạy lên lầu ba. Người đàn ông mặt sẹo bước vào phòng, nhìn thấy hai tay đầy máu của Tần Nhã Hân, trong mắt tràn đầy sự tức giận, cô hai, là Lục Cận Phong làm cô bị thương sao? Anh ta chạy rồi sao? Người đàn ông mặt sẹo liếc nhìn chiếc còng tay đã được mở ra, lập tức hét to, bắt người. Chu An, không được đi, Tần Nhã Hân ngăn lại nói, anh ấy sẽ không chạy đâu, có cha tôi ở đây, anh ấy cũng không chạy thoát được, anh ấy đồng ý kết hôn với tôi rồi, kêu tôi đi băng bó vết thương trước. Chu An lạnh lùng nói, lời Lục Cận Phong nói cô cũng tin sao. Cô hai, Lục Cận Phong không đáng đâu. Đáng hay không đáng thì đó là việc của tôi, anh hiểu cái gì, trong tim anh Cận Phong có tôi, anh ấy đưa tôi ra nước ngoài du học, mỗi năm đều đến thăm tôi, anh ấy sao có thể không thích tôi chứ, chẳng qua là anh ấy bị Tô Yên mê hoặc thôi. Tần Nhã Hân dường như bị tẩu hỏa nhập ma rồi, đợi khi chúng tôi kết hôn xong, anh ấy cũng sẽ hồi tâm chuyển ý thôi. Vậy còn cô cả thì sao, đợi khi cô cả trở về, nếu cô ấy biết chuyện của cô và Lục Cận Phong, cô ấy. Tôi không quan tâm được nhiều như vậy, chị cũng là một người sắp chết rồi, sao chị ấy có thể ích kỷ muốn ở bên cạnh anh Cận Phong như vậy được, Chu An, anh sẽ giúp tôi mà đúng không? vẻ mặt Chu An thâm hiểm nói, tôi sẽ giúp cô. Không lâu sau khi Tô Yên ăn bát canh ngọt thì đã phát hiện ra có gì đó không đúng rồi, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô bị trúng thuốc, loại cảm giác này, cô đã quá quen rồi. Cô vẫn quá bất cẩn, vậy mà lại đi tin lời Tần Trấn Lâm. Ngoài cửa đang có người đứng canh gác, cô không thể đi qua cửa chính được. Tô Yên đi tới phía trước cửa sổ, liếc nhìn xuống lầu, lầu ba, nếu nhảy xuống không chết cũng tàn phế nếu như không mang thai, cô vẫn có thể thử nhảy xuống. Thuốc sắp phát tác rồi, lòng tôi yên nóng như lửa đốt. đúng lúc này, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, trong lòng đột nhiên căng thẳng, tưởng tần chấn lâm đã quay trở lại. cô liếc mắt nhìn căn phòng, nơi duy nhất có thể trốn chính là phòng tắm. tôi yên nhanh chóng đi vào phòng tắm, khóa trái cửa, hai tay ôm chặt chính mình, nghiến răng chịu đựng. tác dụng của thuốc không quá mạnh, vẫn nằm trong phạm vi cô có thể chịu đựng được. Tô Yên cuộn mình thành một quả bóng, cảm thấy khó chịu đến mức muốn chửi tục vài câu, đúng là là hèn hạ bị ổi, thủ đoạn này cũng sử dụng được. Lục cận phong giải quyết xong đám người canh gác ngoài cửa, xông vào trong phòng, không nhìn thấy Tô Yên, lập tức lo lắng. Yên yên, lục cận phong hét lên một tiếng, Tô Yên ở trong phòng tắm nghe thấy giọng nói, ban đầu còn tưởng là ảo giác, cô thận trọng hé cửa nhìn ra ngoài, đúng là lục cận phong, cô vui mừng khôn xiết. Lục cận phong, em ở đây. Bởi vì bị trúng thuốc, giọng nói của Tô Yên có chút quyến rũ. Lục Cận Phong vội vàng đi tới, "Em uống bát canh ngọt đó rồi sao?" "Uống rồi." Tô Yên rất hối hận, thở dài một hơi, đều là vì cái mồm hại cái thân mà. Thấy Tô Yên vẫn bình an, Lục Cận Phong ôm lấy Tô Yên, "Trước tiên phải rời khỏi đây đã." "Lục Cận Phong, em khó chịu." Tô Yên nhìn Lục Cận Phong đầy quyến rũ. Ánh mắt ấy, cộng thêm đôi má ửng hồng, là điểm hấp dẫn nhất. Ít hầu của Lục Cận Phong khẽ động, nhẹ nhàng nói, yên yên, em cố chịu một chút. Tô Yên liếm môi, biểu cảm hận không thể ăn luôn Lục Cận Phong, em thấy anh cũng đang nhịn mà, mặt đỏ như vậy, anh cũng bị trúng thuốc à. Mùi thuốc của em còn mạnh hơn bất cứ thứ thuốc nào khác. Ban đầu Tô Yên không hiểu, nhưng cô nhanh chóng đáp lại, trong mắt lộ ra ý cười, lúc đầu trong lòng đang rất hoảng loạn, nhưng khi Lục Cận Phong xuất hiện, cô rất nhanh đã bình tĩnh lại. Tô Yên thành thật nép vào trong lòng Lục Cận Phong, tùy ý để anh ôm. Vừa đi tới cửa, là nghe thấy tiếng bước chân đang dần tới gần, nghe âm thanh có vẻ có rất nhiều người. Lục Cận Phong và Tô Yên nhìn nhau, tạm thời chỉ có thể quay về phòng, nếu cứ như vậy mà xông ra, chắc chắn sẽ không ra khỏi cửa chính. Tác dụng của thuốc lại mạnh mẽ truyền tới, Tô Yên không nhịn được, rên lên một tiếng, tay nắm chặt quần áo của Lục Cận Phong. Lục Cận Phong lo lắng cau mày, Yên Yên Chịu khó nhịn một chút. Bước chân càng ngày càng gần, Tô Yên nghe thấy tần trấn Lâm đang tức giận, đám người canh gác ở cửa đâu, biến đi đâu cả rồi. Bọn họ đang tiến vào rồi. Đúng lúc này, lưng của Lục Cận Phong dựa vào cái kệ đồ cổ, cảm giác có gì đó không đúng, anh tiếp tục dùng vai cố gắng đẩy cái kệ đồ cổ đó, phát hiện cái kệ đồ cổ này chuyển động được. Chỗ này là một cánh cửa giả. Tô Yên vui mừng khôn xiết. Lục Cận Phong đẩy cái kệ đồ cổ ra, bước vào ngay trước khi Tần Trấn Lâm bước vào. Vốn tưởng đó là một cánh cửa thoát hiểm, nhưng sau khi hai người đi vào lại không dám động đậy. Có một con đường dài khoảng 5-6 mét, trên tường có vô số ánh sáng đỏ lấp lánh, Lục Cận Phong cởi giày ném qua, ánh sáng đỏ trên tường lập tức bắn ra, cắt đôi giày thành vô số mảnh. Tô Yên sững sờ, nếu như có người đi vào, chẳng phải sẽ bị cắt thành miếng thịt băm sao. Tô Yên không nhịn được mà than vãn, trời đất, nơi này có phải đang cất giấu bảo vật nào đó không? Sao Tần Trấn Lâm lại thiết kế một cơ quan nguy hiểm như vậy ở đây được? Không đi vào được, cũng không đi ra được. Vậy hai người bọn họ cũng không thể bị nhốt đến chết ở đây được. Lục Cận Phong cũng không ngờ được, đôi mắt thâm thúy nheo lại thật sâu, nhìn Tô Yên trong lòng mình, đường đường chính chính nói câu rất giống tên Lưu Manh, Yên Yên, hay là mình giải độc cho em trước đi. Chương 213, thân phận thực sự của Tô Yên. Lần này Tô Yên không thể nói lắm được nữa, nếu đặt này ở bình thường thì cô sẽ trực tiếp đá một cái, mắng câu cút đi. Nhưng bây giờ, cô cần một người làm thuốc giải cho mình. Lục Cận Phong, bảo bảo của chúng ta, Tô Yên có chút lo lắng, cô sợ thuốc sẽ làm tổn thương các bảo bảo, cô cũng sợ tí nữa cả hai không kiềm chế được thú tính, lỡ làm thương bảo bảo thì sao bây giờ? Đừng lo lắng, anh sẽ nhẹ nhàng ngón tay thon dài của lục cận phong luồn vào tóc tô yên một tay đỡ eo cô để cô ngồi trên hông anh hai tay tô yên ôm lấy cổ lục cận phong hai má ửng hồng nhìn anh anh định đứng như vậy bao lâu nữa anh làm được không vậy dù thế nào thì tôi cũng có phải 90 cân đâu nơi này rất hẹp mà hai mét phía trước lại là khu vực đèn đỏ một khi hai hai người bước vào vậy thì sẽ bị mài thành thịt nát hai bên trái phải cũng rất hẹp trên mặt đất lại là sàn nhà lạnh lẽo cứng rắn Dường như ngoài trừ phải đứng vững thì không còn cách nào khác. Lục Cận Phong tiếng nói ngầm cắn tai Tô Yên khàn giọng, không tư thế nào có thể làm khó được người đàn ông của em. Tô Yên, nhiệt độ trong lối đi chật hẹp đang liên tục tăng lên, Tô Yên cảm thấy quá nóng, cắn một cái vào cằm của Lục Cận Phong. Sau khi Tần Nhã Hân xử lý vết thương xong, lúc này cô ta mới đi đến Tần Chấn Lâm. Tuy rằng cô ta đã thả Lục Cận Phong nhưng cô ta chắc chắn rằng Lục Cận Phong không thể trốn thoát được, muốn rời khỏi đây cũng không dễ dàng như vậy. Về phần Tô Yên, e rằng cô đã sớm trở thành người phụ nữ của Tần Trấn Lâm rồi. Lý do cô để Lục Cận Phong đi, cũng là vì muốn Lục Cận Phong chứng kiến Tô Yên trở thành người phụ nữ của Tần Trấn Lâm, từ đó hết hy vọng với cô. Không người đàn ông nào muốn một người phụ nữ không trong trắng. Chỉ cần có thể để Lục Cận Phong từ bỏ Tô Yên, thì cho dù tay suýt chút nữa phải bỏ đi nữa cũng đáng. Cha, Tô Yên với anh cận phòng đâu rồi? Sau khi Tần Nhã Hân tiến vào phòng, cô ta nhìn thấy Tần Trấn Lâm đang ngồi trên ghế gỗ, nhàn nhã uống trà, ánh mắt lại nhìn chằm chằm chiếc kệ cổ đối diện. Có rất nhiều vệ sĩ đứng sau lưng Tần Trấn Lâm, dường như họ đang chờ đợi điều gì đó. Nhìn thấy nhiều người như vậy ở đây, Tần Nhã Hân càng cảm thấy yên tâm hơn. Chắc là Tô Yên mất đi sự trong trắng rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Nhã Hân càng thêm vui vẻ người đang ở bên trong đó tần trấn lâm chỉ vào chiếc kẻ cổ cười nhạo một tiếng nhiều năm như vậy chưa từng có ai sống sót ra khỏi nó bọn chúng tự mình xông vào sống chết gì không liên quan gì đến cha nghe vậy sắc mặt tần nhã hân cứng đờ chân mềm nhũn ra cha cha đang nói cái gì vậy anh cận phong đang ở trong đó sao cha mau thả anh ấy ra nhanh lên tần nhã hân biết rất rõ đằng sau chiếc kẻ cổ đó là một căn phòng bí mật Tần Trấn Lâm đã đặt những di vật văn hóa có giá trị nhất vào đó, bên trong gài rất nhiều cảm bẫy. Trong những năm qua, không ít kẻ trộm báu vật đã chết bên trong. Cơ quan đã được kích hoạt, cũng không có đường lui. Tần Trấn Lâm lạnh giọng ra lệnh, bảo vệ tốt cho tao, sáng mai hắn mở lại, trực tiếp xử lý thi thể. Cha, cha, cha cứu anh cận phong đi. Tần Nhã Hân lo lắng, còn Tô Yên thì sao? Cô ta có uống canh ngọt không? Cô ta ở bên trong với anh cận phong, vậy chẳng phải bọn họ sẽ. Vừa nghĩ tới hai người ở một chỗ, Tần Nhã Hân ghen ghét không thôi, không được, con không cho phép hai người đó ở một chỗ với nhau, cha, mau mở cửa ra. Nhắc đến canh ngọt, đột nhiên Tần Trấn Lâm nổi giận đùng đùng, giơ tay tắt Tần Nhã Hân một cái, lá gan của mày càng ngày càng lớn, dám cho tao uống thiếu, đây là lần cuối cùng. Nếu mày còn dám tiếp tục làm điều này thì đừng trách tao không nhận mày làm con gái nữa. Lục Cận Phong và Tô Yên chắc chắn sẽ chết, Đợi sáng mai đến nhận xác đi. Cha, cha không phải nói muốn gả cho Tô Yên sao? Nếu như cô ta chết, mục đích của cha sẽ thất bại. Chỉ là một con đàn bà mà thôi. Tần Chấn Lâm tao chưa bao giờ thiếu phụ nữ, chết thì chết thôi. Tần Chấn Lâm cười lạnh, nó không biết điều như mẹ nó vậy, nếu thế thì cùng xuống đất với mẹ của mình luôn đi. Câu sau Tần Nhã Hân nghe không, trong đầu cô ta giờ tràn đầy lo lắng về an toàn của Lục Cận Phong. Cha cha để cho con vào đi, con muốn đi vào tìm anh ấy. Tần Nhã Hân, Tần Trấn Lâm hét một tiếng, trong mắt đầy sự thất vọng, nói chỉ là một thằng đàn ông mà thôi, nhìn bộ dạng của mày giống gì này, mày không xứng làm con gái của Tần Trấn Lâm tao chút nào. Tần Trấn Lâm vừa nghĩ đến hai đứa con gái của mình đều bị mê hoặc bởi Lục Cận Phong, trong lòng càng thêm chắc chắn, Lục Cận Phong phải chết. Phải bảo vệ nó tốt cho tao. Không ai được phép mở cửa cho đến ngày mai bọn vệ sĩ đáp vâng thưa ông chủ tần lúc này chú an bước vào ông chủ tần đại ca lệ của địa sát đến rồi lệ quốc minh tần trấn lâm có chút kinh ngạc ông ta mang theo bao nhiêu người chỉ một người một người tần trấn lâm dường như có chút không tin nổi chợt cười lạnh một tiếng sau hơn hai mươi năm ông ta thật sự dám tới địa bàn của tao bỏ lại câu nói này xong tần trấn lâm nóng lòng muốn gặp lệ quốc minh cha cha tiếng la hét của tần nhã hân không thể làm cho tần trấn lâm quay đầu lại nhìn mấy cái kệ cổ đóng chặt tần nhã hân cảm thấy lo lắng cùng tuyệt vọng những người vào đó sẽ chết tôi muốn đi vào tôi ra lệnh cho các cậu mở cửa ra cho tôi mặt người vệ sĩ không chút cảm xúc nào cô hai vừa rồi cô cũng đã nghe lời ông chủ tần nói rồi xin đừng làm khó chúng tôi bọn mày tần nhã hân nghiến răng nghiến lợi vô lực nói Hiện tại cô ta chỉ có thể hy vọng Lục Cận Phong còn sống, còn Tô Yên, nếu cô có thể chết thì chết luôn đi. Đại sảnh tầng dưới, Lệ Quốc Minh đến một mình, ngồi trên ghế sofa chờ đợi. Lúc này, Tần Trấn Lâm mang theo mười mấy người xuống tầng, bao vây Lệ Quốc Minh. Lệ Quốc Minh, mấy chục năm không gặp rồi, thật không ngờ rằng, mày dám tới địa bàn của tao. Mặc dù Điện Sát và Thiên lang đối đầu với nhau nhưng cả hai chưa bao giờ đối mặt với nhau. Trong hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau kể từ khi Tần Trấn Lâm rời khỏi Thiên Lang. Trên khuôn mặt họ đều đã có những dấu vết của năm tháng. Lệ Quốc Minh liếc nhìn vệ sĩ của Tần Trấn Lâm, cười nhạo, đã hơn 20 năm, lá gan của mày càng ngày càng nhỏ. Vẻ mặt của Tần Trấn Lâm xấu hổ, thẹn quá hóa giận nói, Lệ Quốc Minh, mày không sợ tao để mày đến nhưng không để mày về được à? Tao dám đến nơi này thì sợ gì nữa? Lệ Quốc Minh đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trấn Lâm, giao Tô Yên ra đây, nếu không, mày sẽ hối hận. Tần Trấn Lâm ngồi xuống sofa, châm một điếu xì gà, cười ngạo nghễ, Lệ Quốc Minh, mày và Lệ Uyển khi đó không thể dung túng ta, nhưng bây giờ nhìn xem, tao đã từng bước làm địa sát lớn mạnh hơn, điều này chứng minh, năm đó tao đã đúng, trả đời này Tần Trấn Lâm tao, chưa hề làm việc gì hối hận. Tần Trấn Lâm, tao không nói nhảm, mày biết Tô Yên là con gái của Tiểu Uyển, Mày nhất định phải thả nó ra. Mày đến muộn rồi, Tần Chấn Lâm hút xì gà, hai chân bắt chéo, dáng vẻ như một ông chủ, nửa giờ trước, cô ta đột nhập phòng bí mật, trong đó có rất nhiều cơ quan, lúc này cô ta có lẽ đã sớm trở thành một xác chết rồi, mày tới thật đúng lúc, thay lệ huyền đưa con gái cô ấy về đi. Cái gì? Lệ Quốc Minh vừa kinh ngạc vừa tức giận, tức giận chỉ vào Tần Chấn Lâm, tên khốn kiếp, ngay cả con gái mình cũng có thể giết được. Nghe vậy, Tần Trấn Lâm sửng sốt, mày nói lại xem, Tô Yên là con gái của ai? Tô Yên là con gái của mày với Tiểu Uyển. chương 214, di ngôn cuối cùng của Trần Tố Anh. Điếu xì gà trên miệng Tần Chấn Lâm lại cạch rơi xuống đất, ông ta đột nhiên đứng dậy. Tần Trấn Lâm nhìn chằm chằm Lệ Quốc Minh một lúc, sau đó cười lớn, Lệ Quốc Minh, mày vẫn xảo quyệt như năm đó, hồi đó vẫn là xảo quyệt như vậy, Tô Yên làm sao có thể là con gái của ta với Lệ Uyển được. Tao hỏi Tô Yến rồi, nó nói năm nay nó 25 tuổi, sinh vào tháng 12 âm lịch. Tô Yến sinh vào tháng 9, là tiểu Uyển cố ý đổi thời gian sang tháng thứ 12, em ấy chỉ không muốn mày biết, Tô Yến là con gái của hai người mà thôi. Lệ Quốc Minh cảm xúc kích động nói, năm đó tiểu Uyển đến tìm mày, đừng nói với tao rằng mày đã quên làm gì với em ấy. Tô Yên thật sự là con gái của tao, sắc mặt tần trấn lâm tái nhợt, giống như bị sét đánh, tự lầm bẩm vẫn không thể tin được, Tô Yên là con gái của tao ư? Tại sao Lệ Uyển cô ấy không nói cho tao biết? Tính tình của Lệ Uyển chẳng lẽ mày còn không rõ, mày làm những việc kia, em ấy cho dù có chết cũng không tha." Lệ Quốc Minh tức giận nói, "Năm đó sau khi em ấy đến tìm mày, lúc về thì bị ngã bệnh nặng, trong cơ thể của em ấy bị tiêm cái gì, trong lòng mày rõ nhất, em ấy cũng vì thuốc trong người nên các khí quan mới có thể suy yếu, dẫn đến chết, là mày hại chết Tiểu Uyển." Thuốc thuốc gì, tần chấn lâm nghe như lọt vào sương mù, chợt ông ta rất nhanh có phản ứng. Những chuyện cũng bị chôn vùi hàng chục năm được đánh thức, chính ông ta là người đã hại chết lệ huyền. Nhìn thấy bộ dạng có chết cũng không hối hận của tần chấn lâm, lệ quốc minh càng tức giận, nắm chặt lấy cổ áo của tần chấn lâm, mày còn giả ngu với tao nữa. Buông ông chủ tần ra, các vệ sĩ đều hung dữ. Tần chấn lâm giơ tay, ngăn cản vệ sĩ tiến lên, bọn mày không cần phải tới, Tất cả đều lui về xuống. Lệ Quốc Minh nắm chặt lấy Tần Chấn Lâm, đưa tao đi gặp Tô Yên, nếu nó xảy ra chuyện rắc rối gì, tao nhất định sẽ đưa mày xuống với Tiểu Uyển để xin lỗi. Cơ chế của căn phòng bí mật cứ sau 12 tiếng lại thay đổi một lần, nó chỉ có thể dừng lại trong 5 phút giữa các lần thay đổi, ngoài trừ cái đó ra, không còn cách nào khác, dù có vào được cũng là y chết thôi. Tần Chấn Lâm. Lệ Quốc Minh tức giận đến mức đấm Tần Chấn Lâm một cái, một đấm này 20 năm trước tao đã muốn đấm. Tần chấn lâm lại là thường là không có đánh trả, cả người dường như đột nhiên biến mất. Tin tức mà Lệ Quốc Minh mang đến cho ông ta, đã trực tiếp phá hủy niềm tin trong lòng ông ta. Tao tự tay hại chết đã tự sát, con gái của mình với Lệ Uyển. Đôi mắt đục ngầu của Tần Trấn Lâm hàm ươn ướt, Lệ Uyển, em lại dám gạt anh hơn 20 năm, khiến cho anh hiểu lầm em hơn 20 năm. Lúc này, Tần Trấn Lâm vừa yêu vừa hận Lệ Uyển, hai người ngoan cố hơn 20 năm, nhưng cuối cùng ông ta vẫn thua. Mau đến căn phòng bí mật của tao đi. Lệ Quốc Minh nắm lấy Tần Trấn Lâm, cho dù người ở hiện tại như thế nào, căn phòng bí mật có thể đi vào hay không, ông ta cũng phải tận mắt chứng kiến, nếu không, ông ta sẽ không tin lời Tần Trấn Lâm nói. Hai người tới phòng, Tần Nhã Hân nhìn thấy Tần Trấn Lâm trở về, lo lắng nói cha, cha nghĩ một số cách để mở phòng bí mật đi. Mắt Tần Trấn Lâm viễn nhìn Lệ Quốc Minh, ông ta đẩy chiếc kệ đồ cổ ra, bên trong có một cánh cửa kim loại nặng, trên cửa có khóa kết hợp cao cấp nhất, đang ở trạng thái kích hoạt. Lệ Quốc Minh nói, mau mở ra. Không thể mở được, Tần Trấn Lâm nói, tao đã nhờ một người bạn ở nước ngoài thiết kế cái này. Một khi hệ thống bảo vệ được kích hoạt, nó phải đợi 12 giờ qua đi mới mở được. Mất điện thì sao, nó có thể làm tắt nguồn, lòng Lệ Quốc Minh nóng như đổ lửa. Mất điện cũng không hoạt động được, bên trong có một thiết bị phát điện dự phòng chỉ cần mất điện là sẽ khởi động ngay tần trấn lâm mày lệ quốc minh muốn giết người ông ta khó thở ngược lại lại bật cười mày sử dụng hệ thống bảo vệ tiên tiến nhất thế giới để nhốt con gái mình vào bên trong tần trấn lâm mày thực sự có thể làm điều đó nhỉ con gái gì cha hai người đang nói cái gì vậy tần nhã hân nghe không hiểu được tôi yên là con gái của cha sao thật là một trò đùa mang tầm quốc tế mà Gương mặt của Tần Trấn Lâm tái đi, đặt mông ngồi trước cửa căn phòng bí mật, lập tức nước mắt rơi đầy mặt. Không ai có thể mở cánh cửa của căn phòng bí mật ra, ngoại trừ chờ đợi, việc gì cũng không thể làm. Sau khi Tần Nhã Đan làm bị thương Trần Tố Anh, ngay trong đêm bắt máy bay trở về, cô ta biết Lục Cận Phong bị bắt, nên trong lòng cô ta tự nhiên rất lo lắng. Khi Tần Nhã Đan biết được cả Lục Cận Phong và Tô Yên đều đã vào phòng bí mật, cô ta cảm thấy đau nhói trong tim, lập tức ngất đi sau khi tỉnh lại, đã là một giờ sau đó. Tần Nhã Hân ngồi trong phòng, nhìn thấy Tần Nhã Đan tỉnh lại, cười khổ một tiếng, anh cận phong chết rồi, cho dù là em hay là chị, đều thua, ngay cả khi chết, Tô Yên cũng ở bên cạnh anh cận phong. Tần Nhã Đan đã sớm biết tâm tư của Tần Nhã Hân từ lâu, khi nghe chính miệng của cô ta thừa nhận, cũng không ngạc nhiên lắm. Tần Nhã Đan vén chăn lên đi xuống đất, tiến lên cho Tần Nhã Hân một cái tát, là em giúp cha bắt được lục cận phong, Tần Nhã Hân, từ nay về sau, cô không còn là em gái của tôi nữa." Tần Nhã Hân lập tức kích động, "Em cũng không làm việc năm đó như chị, chị dựa vào cái gì mà đánh em? Chị, chỉ có rằng anh Cận Phong còn thích chị à? Anh ấy đã sớm không còn thích chị nữa rồi, suốt những năm qua anh ấy đều theo em ra nước ngoài giúp em, mà đêm nay anh ấy đã đáp ứng với em, anh ấy sẽ lấy em. Cô đừng quên, những thứ cô có được đều là do anh ấy nể mặt tôi nên mới bố thí cho cô." bỏ lại những lời này xong tần nhã đan bước ra khỏi phòng tần hân hân sờ sờ khuôn mặt bị đánh hung ác nói chị à chị là người sắp chết rồi dựa vào gì mà lại tranh cãi với tôi tần nhã hân không quan tâm trực tiếp bước ra ngoài đế đô một đêm trôi qua trần tố anh đã qua khỏi cơn nguy kịch lúc này đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt vạn nhất mang theo hạ vũ và hạ huy đi nghĩ cách giải cứu lục cận phong việc lục cận phong bị bắt cũng làm kinh động đến cả Hạ Phi đang ở trên đảo. Nghe tin Lục Cận Phong bị bắt, cậu kết thúc trại huấn luyện, cũng tham gia vào kế hoạch giải cứu. Sa Thành Nghị phụ trách chăm sóc Trần Tố Anh trong bệnh viện, ông cụ Lục đã đến từ sáng sớm. Bác sĩ Sa, Trần tú Anh bà ấy thế nào rồi? Ông Lục, đừng lo lắng, người đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ cần đợi tỉnh lại thì không sao rồi. Nếu không nhờ chính Sa Thành Nghị tự mình phẫu thuật, Trần Tố Anh chỉ sợ đã sang bên kia trời rồi. Những rủi ro và độ khó của ca phẫu thuật, chỉ có các bác sĩ tham gia ca phẫu thuật mới biết. Nhưng những việc này, Sa Thành Nghị không cần thiết phải nói cho ông Cụ Lục. Ông Cụ Lục thở phào nhẹ nhõm, là ai đã gây ra? Trước đây không lâu bị Tô Vân đánh, bây giờ đầu óc lại bị tổn thương, những người nào chuyên đánh vào đâu, lại còn coi đầu như làm bằng sắt. Hiện tại thì không rõ sa thành nghị không nói với ông cụ lục tin tức về việc lục cận phong bị bắt mà hung thủ làm bị thương trần tố anh cũng không có thời gian để truy tìm đúng lúc này một trợ lý bác sĩ đi tới bác sĩ sa bệnh nhân tỉnh rồi hình như có chuyện muốn nói tỉnh lại rồi sa thành nghị rất kinh ngạc nhanh vậy à anh ta ước tính ít nhất phải đến buổi chiều trần tố anh mới tỉnh lại nhưng anh ta không ngờ lại tỉnh lại sớm như vậy cứu người đã là một phép màu giờ tỉnh dậy lại càng là một kỳ tích. Mà kỳ tích này, không khiến Sa Thành Nghị cảm thấy vui mừng, mà còn rất lo lắng. Sa Thành Nghị cùng với ông cụ lục đến phòng chăm sóc đặc biệt. Trần Tố Anh đang đeo ống thở dưỡng khí, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mấp máy, giống như muốn nói chuyện. Sa Thành Nghị đến gần, dì Trần, cháu là Sa Thành Nghị, dì có nghe thấy cháu nói không? Có phải dì có chuyện muốn nói không? Trần Tố Anh mấp máy môi, thanh âm rất nhỏ, không thể nghe rõ được. Lúc này, màn hình điện tâm đồ phát ra tiếng chuông báo động, Trần Tố Anh đột nhiên dùng sức nắm lấy tay Sa Thành Nghị, há miệng thở dốc. Di Trần, trái tim Sa Thành Nghị thắt lại, lập tức dặn dò trợ lý bác sĩ bên cạnh, lập tức chuẩn bị cứu hộ, nhanh lên. Tú Anh, Tú Anh, bà có nghe thấy tôi nói không? Ông cụ lục cũng lo lắng. Trần Tố Anh siết chặt Sa Thành Nghị không buông, vì vậy Sa Thành Nghị phải cúi thấp đầu xuống một chút, dán gần bên cạnh miệng Trần Tố Anh để lắng nghe, mới miễn cưỡng nghe thấy một âm thanh. Hạ, Hạ Phi, Tiểu Vũ, bọn nhỏ, bọn nhỏ là con trai của Cận Phong. Một câu còn chưa nói xong, đường gợn sóng trên màn hình điện tâm đồ dần dần tiến tới một đường thẳng, cuối cùng thành một đường thẳng tắp, tay Trần Tú Anh nắm chặt tay xa thành nhị cũng trượt xuống. Một cuộc đời, đã đến hồi kết thúc. chương 215, kẻ thù truyền kiếp. Sa Thành Nghị liếc nhìn màn hình của dụng cụ giám sát nhịp tim, lập tức chạy tới hét lớn với vị bác sĩ vừa vào phòng, mau lên, dùng điện giật để cứu người đi. Vừa rồi Sa Thành Nghị cảm thấy lo lắng khi biết được tin Trần Tố Anh tỉnh lại, anh ta là người quá hiểu rõ về tình trạng cơ thể của Trần Tố Anh lúc bà bị thương, bà có thể tỉnh lại vào buổi chiều đã là một kỳ thích, chưa kể vừa mới kết thúc ca phẫu thuật chưa được bao lâu đã tỉnh rồi. Trần Tố Anh đã rất mạnh mẽ và đã cố gắng níu kéo lấy một hơi cuối cùng, chỉ để kể lại cho Hạ Phi những trải nghiệm cuộc sống. Ông cụ lục kích động hét to, Trần Tố Anh, Trần Tố Anh. Cụ lục, cụ đi ra ngoài trước, Sa Thành Nghị nhờ các bác sĩ khác đưa cụ lục ra ngoài. Cụ lục không muốn cản trở bác sĩ cứu người, ông đi ra ngoài ngay lập tức, đứng trước cửa sổ quan sát, tay cầm chặt chiếc nạng. Sa Thành Nghị liếc nhìn đồng tử của Trần Tố Anh, lạnh lùng nói 1, 2, 3, tiếp tục. Lại một lần điện giật thất bại lại tới, vẫn thất bại, lại tới, cứ tiếp tục đi. Lông mày xa thành nghị nheo lại, vẻ mặt thể hiện đầy nỗi lo lắng. Mà lúc này Lục Cận Phong đang bị bắt, anh ta là một người anh em tốt, anh ta đương nhiên sẽ cố gắng hết sức tìm cách cứu Trần Tố Anh. 10 phút trôi qua, vẫn không có thay đổi trên màn hình giám sát nhịp tim. Một bác sĩ nói, bác sĩ xa, không thể cứu chữa nữa rồi, ta cũng nên thông báo cho người nhà thời gian tử vong đi mọi người đều đã làm hết sức mình ừ đêm qua đến giờ gần chục tiếng đồng hồ chiến đấu chống chọi với thần chết mọi người đã kiệt sức sa thành nghị nắm chặt tay tức giận đập mạnh lên bàn mổ từ khi bắt đầu hành nghề y anh ta đã không biết bao nhiêu lần đưa bệnh từ cướp lấy từ cửa địa ngục trở về vậy mà anh ta lại không thể nào cứu sống mẹ của người anh em tốt sa thành nghị hít một hơi thật sâu và bất lực nói hãy thông báo đi di chân lên đường bình an Sa Thành Nghị che lên mặt cho Trần Tố Anh một chiếc vải trắng, và khi tấm vải này chuẩn bị được phủ đều lên mặt, một y tá ngạc nhiên thốt lên, có phản hồi, màn hình có phản hồi. Sa Thành Nghị ngạc nhiên quay đầu nhìn, cuối cùng trên màn hình điện tâm đồ có chút nhấp nhô, chính là tim đập yếu ớt. Sa Thành Nghị lại nhìn đồng tử của Trần Tố Anh, mỉm cười, khẩn cấp nói, nhanh, tiếp tục. Một vị bác sĩ đã bị sốc đến mức nói, đó là một kỳ tích. Nếu người khác coi đó là một kỳ tích, thì Sa Thành Nghị chỉ cho rằng đó là ý chí sinh tồn mạnh mẽ của con người, và chính vì vẫn còn những điều ước chưa thành đã tiếp sức cho Trần Tố Anh bước lùi khỏi cánh cổng địa ngục. Bà ấy chưa tận mắt nhìn thấy Lục Cận Phong kết hôn với Tô Yên, cũng chưa nghe thấy Hạ Bảo gọi bà là bà. Ai cũng có những chấp niệm không thể buông bỏ. Cụ Lục lo lắng chờ đợi ở bên ngoài, sau khoảng nửa giờ, Sa Thành Nghị mới đi ra. Cụ Lục khẩn trương nói, thế nào rồi? Đừng lo lắng, cụ Lục, mong muốn sống sót của dì Trần rất mạnh mẽ, và bà ấy đã được kéo về khỏi cánh cửa địa ngục rồi, nhưng hiện tại hơi thở bà ấy rất yếu và cần phải được theo dõi thêm. Cụ lục cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhóm, thần kinh căng thẳng cũng thả lòng. Bác sĩ Sa, vừa rồi Trần Tô Anh nói gì vậy? Bởi vì giọng nói của Trần Tô Anh quá nhỏ, cụ lục hoàn toàn không thể nghe thấy bà ấy nói cái gì. Sa Thành nghĩ im lặng vài giây rồi nói, dì Trần nói Hạ Phi và Hạ Vũ mặc là cháu của nhà họ lục cháu của tôi, cụ lục vẻ mặt có phần bối rối. Sa Thành Nghị cũng rất khó hiểu, sao tiểu bảo lại là con của Lục Cận Phong được. Nếu vậy, không thể Lục Cận Phong biết được. Lục Cận Phong và Tô Yên mới quen nhau chưa được một năm, lấy đâu ra một đứa con trai lớn như vậy. Sa Thành Nghị nói, có lẽ gì Trần quá thích hạ vũ mặc, luôn coi họ như con cháu nhà họ Lục. Hơn nữa bị thương nặng lại mất trí nên mới nói ra những lời đó cụ lục thở dài từ trước đến nay đều lo lắng cho chuyện hôn sự của tiểu phong rất mong được ôm cháu trai của mình tiểu phong và tiểu yên không biết đang xảy ra mâu thuẫn gì cũng không biết tiểu phong có thể đem người trở về không cụ lục đừng lo lắng tổng giám đốc lục đã ra mặt thì cô tô không thể chạy thoát nổi đâu sa thành nghỉ cười nói cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng thành công cô tô mang thai ruột thịt nhà họ lục của ông rồi với cốt nhục này dì trần sẽ làm bất cứ điều gì cô ấy muốn vốn dĩ xa thành nghị không nên nói chuyện đang mang hái của Tô yên, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt đau xót của lục lão ra, anh ta vì tâm tử của lục lão ra mà mới nói ra. Nghe vậy, cụ lục không khỏi nở nụ cười, thật sao? Tiểu yên có. Đúng vậy ạ, à, vẫn là sinh đôi. Thật tuyệt vời, tôi sắp có cháu trai. Ông già lục vui mừng khôn xiết, của trách trà, tiểu phong cũng vậy, chuyện lớn như vậy sao không nói một tiếng chứ, nhân tiện. Tiểu Phong bây giờ đang ở đâu? nó đâu rồi hả mẹ của thằng bé đó ra nông nỗi này rồi mà vẫn không thấy vác mặt tới bên chỗ của anh ấy đã xảy ra chuyện hiện tại cũng không biết gì trần đang gặp nguy hiểm cụ lục đừng lo lắng về chuyện đó cụ cứ chờ và chuẩn bị tinh thần ôm chất là được bây giờ anh ta chỉ hy vọng rằng lục cận phong có thể ra ngoài càng sớm càng tốt và trở lại với tô yên nếu không cao hứng của cụ lục liền bị hụt mất ở bên ngoài cách khoảng một dặm thành phố hát Lâu Doanh và Bạch Phi Minh canh gác cách nơi ở của Tần Trấn Lâm không xa, và họ đang chờ tin tức từ Lục Cận Phong. Bình minh rồi mà mọi người vẫn chưa về. Cũng không có tín hiệu. Lâu Doanh có vẻ hơi lo lắng. Tôi biết chú tôi không đáng tin cậy, Phi Minh, chúng ta đi thẳng vào. Cô ấy là người thiếu kiên nhẫn, và chờ đợi ở đây lâu như vậy cũng quá mệt mỏi rồi. Chúng ta hãy chờ thêm chút nữa. Bạch Phi Minh nhìn về phía nơi ở của Tần Trấn Lâm, bình tĩnh nói chúng ta nên tin tưởng đại ca lục. Anh ấy vẫn có thể dẫn dắt thiên lang cho tới bây giờ, hẳn là người có năng lực. Ý anh là có sức mạnh hủy diệt, lâu doanh không khỏi phàn nàn, nói đến sức mạnh hủy diệt, chú tôi thực sự không tầm thường. Còn ai có thể mạnh mẽ như chú tôi, người có thể khiến thiên lang trở nên tồi tệ như vậy, và cuối cùng đã để một người phụ nữ yếu đuối dọn dẹp cục diện dối rắm đó. Bạch Phi Minh, Lâu Doanh, chị gái của cô, cô ấy dường như không thích hợp để nói là phụ nữ yếu đuối. Vũ lực cả Tô Yên không đáng là bao, nhưng tâm tư của cô ấy không đơn giản. Dù sao mấy ngày nay Tô Yên chỉnh đốn lại thiên lang, Bạch Phi Minh vẫn là hâm mộ ít nhiều. Lâu doanh khịt mũi, chị gái tôi vai không thể khiêng, tay không thể vác hơn thế nữa chị ấy vẫn đang mang thai. Chị ấy không phải là nữ nhân yếu đuối thì là gì? Lâu doanh luôn coi thường việc lục cận phong giao thiên lang cho tội yên để cải chính. Bây giờ tội yên bị bắt, lâu doanh càng không thể nói lên lời tốt đẹp nào. Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao đặc biệt quyến rũ lao tới. Xe dừng cách lâu doanh không xa, người xuống xe chính là vạn nhất. Vừa nhìn thấy vạn nhất, lâu doanh mở to mắt nhìn, vẻ mặt giống như vừa bị đánh hộp máu, vạn nhất, dừng lại cho tôi. Bạch Phi Minh cũng nhìn thấy vạn nhất, trong lòng đột nhiên đau đầu, Lâu Doanh và Vạn Nhất vốn là kẻ thù truyền kiếp. Muốn nói chuyện ân oán, bất bình giữa hai người thì phải mất mấy ngày đêm mới xong. Ngay khi Vạn Nhất phủi nhẹ lớp bụi không tồn tại trên quần áo của mình, nắm đấm của Lâu Doanh đã đánh chúng. Mẫu giả xoa. Vạn Nhất nhanh chóng né tránh. Lâu Doanh không đánh nữa, tức giận đá anh ta một cái, "Hôm nay tôi nhất định phải phế bỏ ba chân của anh." Vạn Nhất, người phụ nữ này thực sự quá hung dữ rồi vạn nhất bảo vệ lấy cơ thể liền tránh liên tục bất kể lâu doanh động thủ thế nào anh ta đều chỉ phòng thủ lâu doanh luôn là một người nóng nảy thấy vạn nhất trốn tránh cô ta tức giận đường đường chính chính là một đại nhân vậy mà chỉ biết tránh đòn của phụ nữ anh là loại đàn ông nào vậy anh còn có khả năng đấu với tôi nếu như chân thứ ba thật sự bị anh hủy bỏ như vậy thật sự không phải nam nhân vạn nhất núp ở sau xe lịch sự nói cô biết ta không thể đánh chết cô nên nếu bắt tôi động thủ với cô, cô lại gọi cái này là bắt nạt kẻ yếu. Lâu doanh, khéo chút nữa không kìm nổi mà học máu mất. Mẹ kiếp, anh không còn là đấng nam nhi nữa rồi. Vạn nhất đúng thật là không biết xấu hổ, những lời này vậy mà có thể nói ra. Vạn nhất giang tay rất lịch sự, như thể để chiêm ngưỡng bộ mặt dáng vẻ của người khác, hoan nghênh cô lâu đến xác minh. Vạn nhất, tôi phải phế anh. Lâu doanh lại tức giận. Bạch Phi Minh lắc đầu bất lực, mỗi lần hai người gặp nhau, lâu doanh nhất định sẽ nổi khùng lên. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 12